bị lạc khỏi bố mẹ, lang thang trên đường phố, được một ông lão tốt bụng thu nhận. Nhưng bà lão lại nói không thích cậu, nói cậu là gánh nặng, bắt cậu dậy sớm mỗi ngày để đi cho gà, cho vịt ăn, còn phải lên núi kiếm củi, tưới nước cho rau củ trong vườn. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, ông lão thu nhận cậu mất sau một năm. Sau đó bà lão đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu chỉ có thể sống dựa vào lòng tốt của mọi người. Cho đến khi bố mẹ ruột tìm đến. Sao vậy, Nhu Nhu, có thể mang Đại Hoàng và Miu Miu đi không? Con ngoan của bố, chiếc xe này giá bao nhiêu nhỉ? Đi đi đi, mau đi xem nào. Nghe nói là không có, gia đình Nhu Nhu tìm đến rồi đấy, ngoan à. Gia đình ruột của Nhu Nhu, nhà giàu cỡ nào nhỉ? Nói trực tiếp thành tiểu thư nhà giàu luôn rồi. Tiểu Lưu nói chiếc xe này là gì ấy nhỉ? Dù sao cũng rất đắt, chắc là gia đình giàu lắm nhỉ? Chật, nói đi nói lại, Nhu Nhu cứ lớn lên ở cái làng quê nhỏ bé này, đi đến nhà giàu, làm sao mà được yêu quý chứ? Trong căn nhà chính, phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ gọn gàng, nhưng vài người ăn mặc sang trọng. Đứng trong phòng, với cái nơi chật chội này, rõ ràng là hơi lạc lõng. Còn người chủ duy nhất trong phòng, cô bé gầy gò bé nhỏ, nhút nhát và lo lắng nhìn họ. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng như của nho, cực kỳ trong veo và đẹp. Bây giờ con tên là Nhu Nhu phải không? Mẹ đây. Nhu Nhu rụt rè nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, không thể tin được. Chỉ có cô ấy là đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt trong veo có chút bối rối nhìn cô ấy. Cô ấy quá dịu dàng, nhưng bàn tay gầy gò và xấu xí của mình và bàn tay của cô ấy đặt cạnh nhau làm Nhu Nhu cảm thấy tự ti sâu sắc. Điều này khiến cô ấy muốn rút tay về, nhưng không thể rút được. Người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng kiên quyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé không mấy xinh đẹp của cô ấy. Nhu Nhu về nhà với mẹ nhé. Cô bé gầy gò năm tuổi, trên người rất sạch sẽ, quần áo đã giặt đến mức hơi trắng, tình trạng da mặt không được tốt lắm, nhưng nhìn kỹ gương mặt lại rất tinh tế và đẹp, chỉ là bị mái tóc hơi rối bù che khuất. Đừng khóc. Ha ha ha, chẳng phải đã tìm được người rồi sao, còn khóc cái gì nữa. Theo tiêu chuẩn nhan sắc nhà họ Cố, cả nhà đều đẹp trai xinh gái hết, sao đến em gái lại tụt dốc không phanh thế này. Cậu ta còn không dám nói với bạn bè là mình có em gái, hơi xấu, nếu dẫn em gái ra ngoài bị người ta chê bai, mình còn phải ra tay giúp đánh nhau nữa. Thằng nhóc bẩn thỉu, cút lên xe cho tao, đừng có ở đây làm phiền. Đi thì đi, tao còn chả thèm ở đây nữa. Nhu Nhu đừng sợ, đây là anh trai út của con, thường ngày cứ vênh váo như vậy thôi. Sau này về nhà, nếu nó dám bắt nạt con, hãy nói với bố mẹ, hoặc là anh trai của con cũng được. Cả nhà chúng ta sẽ giúp con đánh nó. Vâng. Trước khi rời khỏi làng quê nhỏ bé, bố mẹ Nhu Nhu đặc biệt mang theo quà, ghé thăm từng nhà một vòng, đi tặng quà, họ đã tìm hiểu kỹ rồi. Từ khi người già thu nhận Nhu Nhu mất, hơn một năm nay, cậu ấy hầu như là sống nhờ lòng tốt của mọi người. Người dân trong làng này khá chất phác, họ đều đã từng giúp đỡ con gái cậu ấy ít nhiều. Sắp đến lúc phải rời đi, Nhu Nhu lấy hết can đảm, dùng bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ váy của cô dì. Sao vậy, Nhu Nhu, có thể mang Đại Hoàng và Miu Miu đi không? Nói xong, cậu ấy cúi đầu xuống, hai ngón trỏ quấn vào nhau, dường như rất do dự, cũng rất lo lắng. Cậu ấy sợ rằng yêu cầu của mình quá nhiều, họ sẽ không thích mình. Tất nhiên là được rồi. Ngoài Đại Hoàng và Miu Miu, Nhu Nhu còn muốn mang thêm gì nữa không? Không, không còn gì nữa. Nghe được là có thể mang Đại Hoàng và Miu Miu đi, Nhu Nhu ngẩng đầu lên, gương mặt rạng rỡ, nở một nụ cười ngọt ngào. Con chó và con mèo xấu xí như vậy thì mang đi làm gì? Nhà bạn thân của tao nuôi con Hasiki mới gọi là đẹp và oai phong. Ngày nào tao cũng dẫn con đi xem. Cầm miệng đi, hứ. Nhu Nhu đừng có tính toán với thằng ngốc kia. Thằng này nói chuyện không bao giờ suy nghĩ. Nhìn thấy những chiếc xe sang trọng rời khỏi làng, người dân trong làng đều vẫy tay chào tạm biệt Nhu Nhu. Đối với việc Nhu Nhu đột nhiên trở về gia đình giàu có, mọi người tuy rất ngưỡng mộ, nhưng ghen tị thì chẳng mấy. Dù sao Nhu Nhu cũng được họ chứng kiến lớn lên như vậy. Hơn nữa, cô bé luôn ngoan ngoãn và lễ phép, hầu hết mọi người trong làng đều rất yêu quý cô ấy. Ba ơi, cháu muốn qua. Họ đều có qua. Chỉ có cháu là không. Cháu muốn qua. Cháu còn muốn cái xe kia nữa. Cậu bé mập ú 7 tuổi, sau khi những người trông có vẻ hung dữ rời đi, cậu ta không ngần ngại mà nằm vật ra đất. Con người già mà cậu ta gọi là bà thì mặt đen xì. Người dân trong làng đều được tặng quà, chỉ có nhà cậu ta là không. Điều này khiến cậu ta rất mất mặt. Có gì mà đòi hỏi, nhà họ Triệu chúng ta có phải là nuôi mày ăn hay uống đâu. Chật, một chút đồ tốt là vội vàng khoe khoang. Dù sao bà lão này cũng chứng kiến con bé đỏ lớn lên. Con cáo già. Ông già nói, bà cụ Triệu à, bà nói những lời này lương tâm có cắn rứt không? Trước kia bà đối xử với Nhu Nhu như thế nào? Sao lại để cho cháu trai mình bắt nạt Nhu Nhu? Bà không biết sao? Bố mẹ ruột của Nhu Nhu không trả thù bà, thì bà cứ vui vẻ đi, con ở đây mà nói xấu lung tung, cũng không sợ họ biết chuyện rồi tìm đến trả thù bà à? Một đứa con gái không có giá trị gì mà phải quý trọng, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài. Bà cụ Triệu, bà nên giữ mồm giữ miệng một chút.
Nhu Nhu là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Nó làm gì bà vậy? Tôi thấy bố mẹ nó rất yêu thương nó. Gia đình giàu có thì ai mà biết được. Các người cứ chờ đi. Con bé Nhu Nhu chắc chắn sẽ không sống tốt đẹp đâu. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao mà nhỏ xíu thế? Tao còn cao hơn mày cả găng tay đấy. À, 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi mà nhỏ xíu thế. An, sau này em nên ăn uống đầy đủ hơn. Bị người ta nhìn thấy rồi bảo nhà ta bỏ đói em. Còn về sau này, em không được phép nói với người ngoài hay ở trường là tao là anh trai em. Không thì tao đánh đấy. À, cô An, thật may là cậu bố ngồi phía trước không đánh được. Không thì giờ này cô An, thằng bé côn đồ này chắc chắn sẽ bị hai vợ chồng đánh đòn hội đồng. Mày có phải là thiếu nợ hay không? 3 ngày không đánh, mày lại lên nóc nhà dỡ ngói rồi à? Mày có cách nói chuyện với em gái như vậy không? Đau đau đau, mẹ ơi, sự dịu dàng của mẹ không cần nữa à? Tôi nói sao rồi? Nó gầy gò như vậy, cũng không đẹp. Em gái của người khác đều trắng trẻo mơn mởn. Con muốn dẫn nó ra ngoài, thì con mất mặt lắm. Thằng nhóc bẩn thỉu, em gái mày còn chả thèm mày đâu, hứ. Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào tất cả mọi chuyện, nhìn thấy anh trai mình bẽ bàng, bỗng nhiên không còn lo lắng nữa. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên nụ cười. Đến biệt thự nhà họ Cố, Nhu Nhu lo lắng nhìn thế giới xa lạ bên ngoài. Biệt thự đẹp và hùng vĩ như vậy, sau này sẽ là nơi tôi ở sao? Cảm giác thật không thật. So với nơi ở trước đây, sự khác biệt quá lớn, làm cho Nhu Nhu tự ti và lo lắng trong lòng. Nhưng cậu ấy cố gắng không để những cảm xúc này bộc lộ ra ngoài. Nhu Nhu, chúng ta về nhà rồi. Nhu Nhu nhìn người mẹ dịu dàng, còn có người bố bên cạnh, đang cổ vũ cậu ấy. Cậu ấy gật đầu mạnh. Ông chủ, bà chủ, cuối cùng các người cũng về rồi. Quản gia, tôi đói rồi, muốn ăn. Ba bảo Lưu Mai chuẩn bị những món tôi thích. Dù trên xe đã bị dạy dỗ một trận, nhưng cô An, thằng này chỉ nhớ ăn không nhớ đánh. Xuống xe vẫn là cái dáng vẻ ngạo mạn và kiêu ngạo của nhà họ Cố. Thiếu gia, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiểu thư Nhu Nhu, chào mừng con về nhà. Ông chủ đang chờ con đấy. Giống thật giống luôn. Đây là quản gia. Cháu cho quản gia. À, tiểu thư Nhu Nhu gầy quá, phải ăn nhiều vào. Chúng tôi không biết con thích ăn gì, nên chuẩn bị theo khẩu vị của bà chủ và ông chủ. Cảm ơn ông. Sao chỉ có mình con về? Em gái con đâu? Ông nóng vội gì vậy? Họ đi chậm. Ở phía sau đấy. Sao cứ mỗi người một kiểu, chỉ quan tâm đến em gái, không quan tâm đến tôi à? Hứ, mày im lặng là tốt rồi đấy. Bố, ông cụ gật đầu với con trai và con dâu. Ánh mắt dừng lại trên người cháu gái nhỏ bé gầy gò, đang đứng bên cạnh con dâu. Nhìn vào khuôn mặt của Nhu Nhu, ông cụ đau khổ, run rẩy nhẹ, cả ngón tay cũng run theo. Này này, bố à, bố bình tĩnh một chút. Được rồi. Ông cụ run run môi, liên tục nói được rồi. Chỉ là hơi nóng lòng, đi đến bên cạnh Nhu Nhu. Quỳ xuống, Nhu Nhu đừng sợ. Ta là ông của con. Sao lại thân thuộc thế này? Nhu Nhu của chúng ta khổ rồi. Sau này ông sẽ không để con phải chịu bất cứ khổ cực nào nữa. Ông không khóc. Không khóc, ông đang vui mừng. Giọng ông cụ dịu dàng chưa từng có, làm cho Cố An ngây người ra. Hóa ra ông còn có thể dịu dàng như vậy sao? Còn khóc nữa, thật không thể tin được. À, Nhu Nhu của chúng ta ngoan thật. Bị khen ngợi, Nhu Nhu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Đối mặt với người già dịu dàng với cậu ấy không còn sợ nữa. Đôi mắt trong veo và đẹp long lanh nhìn ông ấy. Nhu Nhu của chúng ta xinh đẹp thật. Đặc biệt là đôi mắt này, giống hệt bà của con. Tinh nghịch như thế có thể nói chuyện. Là một đứa trẻ tốt, chỉ là cơ thể hơi gầy yếu. Sau này phải ăn uống đầy đủ, cố gắng ăn cho trắng trẻo mập mạp lên. Như vậy Nhu Nhu của chúng ta sẽ càng xinh đẹp hơn. Cố lão nắm tay Nhu Nhu nói chuyện một lúc lâu. Chờ thức ăn được bày lên đầy đủ, bắt đầu ăn. Cả nhà ngoại trừ Cố An, hầu như đều gắp thức ăn vào bát của Nhu Nhu. Nhu Nhu ăn nhiều vào, thịt tôm cá này. Thịt không có xương, Nhu Nhu cứ yên tâm ăn. Xúc trứng này ngon lắm. Nhu Nhu ăn nhiều vào, ăn xong rồi uống một cốc sữa. Sau này sẽ cao lớn. So với Nhu Nhu, sự quan tâm ân cần từ 3 người lớn. Cố An bên này thì lạnh nhạt. Cậu ta tức giận. Các người quá đáng. Chỉ quan tâm đến em gái, không quan tâm đến tôi, hứ. Trên bàn, bà ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu ta. Cô bố cười trừ, lấy một cái cánh gà ném vào bát của cậu ta, trông có vẻ đáng sợ. Cô An rụt cổ lại, không có xương sống. Nào, bố bảo vệ con. Ông cụ nhiều mắt, gắp một đũa rau cho cậu ta.
Dạo này ăn béo lên rồi nhỉ? Đừng có mỗi thịt. Ăn nhiều rau vào, cân bằng dinh dưỡng một chút. Vâng. Nhu Nhu, sau này đây là phòng của con đấy. Nhu Nhu nhìn vào căn phòng này, lớn hơn ngôi nhà gỗ mà cậu ấy từng ở rất nhiều. Hơn nữa, cách bài trí sang trọng và mơ màng trong đơn này giản là cậu ấy không thể tưởng tượng được. Cậu ấy lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Vâng, là của Nhu Nhu. Đúng vậy, cả căn phòng đều được chuẩn bị cho Nhu Nhu. Đồ chơi trên giường là của Nhu Nhu. Còn bàn học bên kia, khi Nhu Nhu đi học, nơi này sẽ để riêng sách của con. Còn tủ quần áo này, anh ấy giới thiệu từng món đồ trong phòng cho Nhu Nhu. Nói nhẹ nhàng, rất nhanh làm cho cậu ấy từ từ buông bỏ sự lo lắng và bồn chồn trong lòng. Mở tủ quần áo ra, bên trong là đủ loại quần áo và váy đẹp. Nhu Nhu nhìn không hết. Cố mẹ đi đến, lấy ra vài bộ quần áo rất nhỏ. Kéo Nhu Nhu ngồi lên giường, mắt đỏ hoe, nói những bộ quần áo này là mẹ chuẩn bị cho con từ khi con còn nhỏ. Mỗi năm sinh nhật của con, mẹ đều chuẩn bị quần áo mới cho con. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, con về nhà, lúc nào cũng có thể mặc những bộ quần áo mẹ chuẩn bị cho con. Nhu Nhu ngẩn ngơ nhìn vào tủ quần áo, những bộ quần áo đẹp đẽ được xếp gọn gàng từ bé đến lớn. Váy, mũi cậu ấy cay cay, mắt mờ đi vì nước mắt, hơi nhìn không rõ những thứ trước mặt. Hóa ra luôn có người nhớ đến tôi. Tôi không phải là đứa trẻ không ai cần. Nhu Nhu của mẹ, may là con về rồi. Những năm qua, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con gái út. Chỉ cần có một chút thông tin về con, dù lúc đó họ bận rộn đến đâu cũng sẽ đi xem, nhưng phải đối mặt với nhiều sự thất vọng hơn. Cho dù như vậy, họ vẫn không từ bỏ bất kỳ thông tin nào. Sợ rằng một sơ suất, bỏ lỡ người con gái thực sự duy nhất của mình. Lần này, khi nhận được tin tức của Nhu Nhu, tâm trạng của cả nhà đều lo lắng. Cho đến khi gặp Nhu Nhu, cô ấy khẳng định ngay lập tức, cô bé này chắc chắn là con gái của mình. Xét nghiệm S sau đó chỉ là thủ tục để mọi chuyện. Nhu Nhu, con còn có hai người anh trai ruột. Chỉ là anh cả của con đi nước ngoài để thực hiện một dự án quan trọng, nên không thể về kịp thời. Nhưng bên đó anh ấy sắp hoàn thành rồi. Con sẽ sớm gặp được anh cả. Trong ảnh là hai chàng trai có ngoại hình giống hệt nhau. Chỉ là một người lạnh lùng, một người nho nhã, khí chất khác nhau, rất dễ phân biệt. Người trông lạnh lùng là anh cả của con, bên cạnh đeo kính, giống hệt anh ấy là anh hai của con. Hai người họ là anh em sinh đôi, nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Anh cả của con ít nói, khá điềm tĩnh, nhưng cũng có vẻ lạnh lùng. Anh hai là người có vẻ rất dịu dàng. Hiện tại anh ấy đang làm việc tại viện nghiên cứu, công việc ở đó khá đặc biệt, nên chúng ta cũng không liên lạc được với anh ấy. Cho đến giờ anh ấy vẫn chưa biết con đã về nhà đâu. Hai người anh trai của con đều rất mong con về nhà. Anh trai tốt quá. Cố An, anh trai của con chỉ lớn hơn con vài tuổi. Từ nhỏ tính cách đã nghịch ngợm, là tiểu công tử của nhà. Ngoài anh cả và ông nội, những người có thể quản được cậu ta một chút, người khác không ai quản nổi. Nói chuyện cũng không bao giờ suy nghĩ. Nên, nếu Nhu Nhu nghe thấy nó nói những lời khó nghe, con cứ nói với ông nội hoặc bố mẹ. Chúng ta sẽ giúp con dạy dỗ nó. Tất nhiên, nếu Nhu Nhu đánh gục được thằng nhóc kia thì càng tốt. Nhu Nhu cười ngại ngùng. Cậu ấy bé xíu như vậy, làm sao đánh được? Đây là bà của con. Tiếc là bà ấy đã mất. Nhu Nhu của chúng ta và bà ấy giống nhau đến 6 phần đấy. Nếu chờ Nhu Nhu lớn hơn một chút, thì có lẽ sẽ giống đến 7, 8 phần. Ông nội của con yêu thương bà của con nhất, nên khi nhìn thấy con, ông ấy mới khóc. Cơ thể nhỏ bé của Nhu Nhu dựa vào người mẹ, lắng nghe câu chuyện của ông nội và bà nội. Bàn tay nhỏ bé cầm tấm ảnh, nhìn người phụ nữ thanh tao, nụ cười rạng rỡ trong ảnh, dường như xuyên qua bức ảnh, nhìn thấy người bà xinh đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cảm ơn mẹ. Con có bố và các anh trai nữa. Nhu Nhu ngoan, mẹ không khóc. Được rồi, mẹ không khóc. Ngày hôm sau, Nhu Nhu thức dậy rất sớm. Tiểu thư Nhu Nhu sao dậy sớm vậy? Cháu cho quản gia. Tiểu thư Nhu Nhu, có chuyện gì sao? Cháu muốn giặt những bộ quần áo bẩn thay ra hôm qua. Nhưng cháu không biết giặt ở đâu. Nhu Nhu, tiểu thư, những việc này không cần con làm. Nhà có người giúp việc giặt giũ chuyên nghiệp. Hơn nữa, bà chủ chuẩn bị rất nhiều quần áo cho tiểu thư. Những bộ quần áo cũ, con mặc hơi ngắn rồi. Sau này có thể sẽ không mặc được nữa. Thói quen tiết kiệm, suy nghĩ của Nhu Nhu hiện tại chưa đúng. Sau lời nhắc nhở của quản gia, cậu ấy mới nhớ ra, hôm qua nhìn thấy trong tủ quần áo những bộ quần áo và váy đẹp. Cậu ấy mỗi ngày thay một bộ, sẽ không bao giờ trùng lặp đâu. Mẹ mơn, Nhu Nhu, sau này mặc không được nữa, không cần lo lắng là không có quần áo để mặc nữa. Thật tốt, Nhu Nhu ngủ không được à? Trước kia cũng dậy sớm như vậy. Trước kia dậy là phải đi cho gà, cho vịt ăn, còn phải lên núi kiếm củi nữa. Nhưng hôm nay thức dậy, cậu phát hiện ra mình không biết phải làm gì, bỗng dưng rảnh rỗi. Trong lòng có chút cảm giác hoang mang bất an. Không ngủ được à?
Vậy thì cô bé Nhu Nhu đi xem phim hoạt hình đi. Ông quản gia, Nhu Nhu nhà mình chưa rửa mặt đánh răng và chải đầu đâu. À vậy thì tôi đưa Nhu Nhu đi nhé. Nhu Nhu lại đây, bố dẫn con đi rửa mặt đánh răng nhé. Cảm ơn bố. Nhu Nhu lại đây với ông. Nghe quản gia nói con dậy sớm. Đói bụng chưa? Cậu muốn ăn món gì cho bữa sáng không? Nhu Nhu không kén ăn đâu. Không kén ăn tốt đấy. Không kén ăn sau này mới khỏe mạnh, mà ngày càng cao lớn được. Ừ, sau này Nhu Nhu sẽ cao lớn ha ha. Bữa sáng rất thịnh soạn. Nhu Nhu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn những món ăn xinh xắn đáng yêu. Các loại há cảo nhiều hương vị, cháo hải sản thơm phức, còn cả bánh bao. Cuối cùng là một ly sữa nóng hổi. Mắt nhìn không hết. Nhiều quá đi. Bụng của con có chứa hết được không? Nhu Nhu ăn thoải mái. Nếu ăn không hết thì đừng cố gắng. Không thì bụng sẽ đau đấy. Ăn xong ông dẫn con đi dạo quanh biệt thự. Nhà nào mà đúng. Còn cả con mèo và con chó con mang đến. Nhu Nhu ngẩng mặt lên, nhìn ông ta với vẻ mong đợi. Kỳ lạ sao, không thấy Miêu Miêu và Đại Hoàng à? Yên tâm đi, hai con ấy khỏe lắm. Hôm qua người giúp việc dẫn chúng đi tắm và tiêm phòng rồi. Sau này chúng sẽ ở nhà chơi với Nhu Nhu. Cảm ơn ông. Nhu Nhu ăn xong rồi, bố dẫn các con đi dạo. Cảm ơn bố mẹ, anh trai đâu? Đừng quan tâm nó, anh trai con giờ chắc còn ngủ đấy. Thằng bé đó không đến 10 giờ thì không dậy được đâu. Ô, đi thôi, ông dẫn con đi tìm hai con mèo và chó của con. Tiện thể cũng tiêu hóa thức ăn. Không phải đã nói là con dẫn Nhu Nhu đi sao? Con phải đi làm công ty rồi. Không vội, giờ còn sớm mà. Hơn nữa con là ông chủ công ty. Cho dù đi muộn, ai dám nói gì con. So với đi làm, tất nhiên là ở bên con gái tôi quan trọng hơn. Bố cô cố ý nhấn mạnh ba chữ con gái tôi. Con gái con sao? Không phải là cháu gái tôi à? Chẳng phải là cháu gái tôi à? Nhu Nhu nhìn cái này rồi nhìn cái kia, tự động nắm chặt tay của họ. Nói nhỏ nhẹ. Bố ông, chúng ta cùng đi thôi. Được rồi vì Nhu Nhu. Ông không thèm chấp được con trai ngây thơ của ta đâu. Hai người dẫn Nhu Nhu đi tìm Đại Hoàng và Miêu Miêu trước. Hai con ấy được đặt ở một ngôi nhà gỗ trong vườn. Ngôi nhà gỗ này còn lớn hơn cả nhà mà Nhu Nhu ở làng kia, hơn nữa còn đẹp nữa. Ban đầu đây là nơi để đồ linh tinh. Sau khi dọn hết đồ đạc bên trong, sẽ dành riêng cho chúng làm phòng thú cưng. Thú cưng nhà người ta có gì thì chúng có nấy. Chưa đến cửa đâu, hai con một chó một mèo tai rất nhạy đã vui vẻ vẫy đuôi chạy như bay, chạy về phía Nhu Nhu. Đuôi Đại Hoàng cứ như cái quạt gió vậy. Khi sắp đến gần Nhu Nhu, một bóng hình thanh mảnh linh hoạt từ trên trời rơi xuống, ngay lập tức đạp lên đầu Đại Hoàng, dùng sức bật lên, sau đó động tác nhẹ nhàng hoàn hảo hạ cánh trước mặt Nhu Nhu. Còn về phần Đại Hoàng, bị đạp một cái chao đảo, bốn chân nằm dài ra đất. Ôi chao, thế này thì không được rồi. Đại Hoàng nhảy dựng lên gắng sức muốn cắn Miêu Miêu, nhưng Miêu Miêu có dễ bị bắt nạt đâu. Ngay lập tức hai con vật vật lộn với nhau. Khi Nhu Nhu ra tay ngăn cản, hai con đều rất ăn ý dừng lại, chỉ là vẫn nhìn nhau không vừa mắt. Không được đánh nhau nữa. Nhu Nhu đặt Miêu Miêu xuống cạnh Đại Hoàng, hai tay chống nạnh, một vẻ mặt giận dữ, đôi mắt to tròn trợn lên. Hai con đều ngoan ngoãn ngồi xếp hàng. Ta đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, Đại Hoàng và Miêu Miêu là một gia đình. Gia đình không được phép bắt nạt lẫn nhau, không được đánh nhau. Nếu bị thương thì sao? Bị thương đau lắm. Đại Hoàng và Miêu Miêu không nghe lời không phải là trẻ ngoan. Trẻ hư sẽ bị đánh mông đấy. Giọng nói ngọng ngọng nhỏ nhẹ của Nhu Nghe khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Mấy người lớn vui vẻ đứng nhìn. Nhìn con bé nhỏ xíu như một người lớn dạy dỗ hai con vật kia. Ha ha, Nhu Nhu của chúng ta quả là lợi hại. Lúc về biệt thự có người đến. Người đầu tiên bước xuống xe là một người đàn ông rất giống bố cố. Bố nghe nói Nhu Nhu đã tìm thấy rồi. Nói rồi ánh mắt rơi vào cô bé gầy gò đang đứng bên cạnh ông cố. Nhìn thấy liền mắt đỏ hoe. Sao lại gầy thế này? Là đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Lúc nhỏ Nhu Nhu bụ bận đáng yêu lắm. Sao lại gầy như vậy? Đừng làm Nhu Nhu sợ. Nhu Nhu đây là chú của con. Đây là dì của con. Chú dì rất yêu Nhu Nhu. Ngoan lắm, đây là quà dì chuẩn bị cho con. Đây là dây chuyền bình an, cầu mong Nhu Nhu sau này bình an vô sự. Lúc con còn nhỏ chú và chú của con còn bế con. Tiếc là nhà chúng ta chỉ có mỗi Nhu Nhu là con gái. Lúc đó chú của con và ông của con giành nhau, và bố của con giành nhau, con giành với các anh trai của con nữa. Lâu lắm mới được bế con một cái, bé giờ không muốn buông tay. Bé nhỏ mềm mại như vậy, giờ đã lớn như vậy rồi,
Minh Lý mau lại đây xem đi, em gái con đến rồi. Đi lại đây, liền vuốt lên đầu Nhu Nhu một cái. Xin nữa thì kéo ngã cô bé. Yếu ớt đến mức không thể đứng vững. Anh trai này hơi đáng ghét Nhu Nhu. Thằng danh con mày làm gì thế? Nhu Nhu còn nhỏ, mày không biết nhẹ tay à? Biết rồi, lần sau con sẽ nhẹ tay hơn được chưa? Nhu Nhu đây là anh trai thứ tư của con, anh trai thứ ba của con. Lúc này, chắc đang đi đâu đó đóng phim rồi. May mà không có nó không thì nó còn biết con về nữa. Anh trai thứ tư chào con. Thằng bé cố ăn kia còn chưa dậy. Nhu Nhu đi gọi nó đi. Tôi đi lên xem với em, đi thôi. Anh trai thứ tư, anh có biết phòng của em trai ở đâu không? Anh trai thứ tư, hôm nay anh đến thăm Nhu Nhu à? Trên đường đi, miệng Nhu Nhu cứ hỏi cố ăn không ngừng. Không ngờ cô bé này nói nhiều thế. Có phải thích anh trai thứ tư của em không? Nhu Nhu đỏ mặt gật đầu. Thích anh trai thứ tư của em. Thích bố mẹ và ông. Còn cả anh trai nữa. Hứ, ai thèm em. Thích thì bảo em biết. Thích ta nhiều lắm. Ở trường, thích ta có thể chạy quanh sân trường 2 vòng. Không biết từ lúc nào, cô An bước ra khỏi phòng. Trên đầu là một mái tóc rối bù, chưa kịp lau sạch bã nhờn ở khóe mắt, đã chạy ra khoác lác. Tự nhìn lên trời xem, bò cũng bị em thổi bay lên trời rồi, miệng em thật lợi hại. Cô ấy là em gái ruột của tôi, không phải là anh trai thứ tư của anh. Anh bênh vực nó làm gì? Tôi thích, em cũng biết cô ấy là em gái ruột của em đấy. Miệng độc thế. Hứ, anh trai. Mẹ bảo anh xuống ăn sáng đấy. Biết rồi, còn phải em gọi nữa à? Tôi tự dậy được mà. Ôi thằng này vẫn còn nghịch ngợm. Ngày nào đó đánh mông nó một trận là xong ha ha. Nhu Nhu bịt miệng cười khúc khích. Tiếc là chưa cười được bao lâu, đã bị Cố Minh Lý dùng ngón tay gõ vào đầu. Cười gì thế? Ăn thêm đi. Trên mặt và người em chẳng có tí thịt nào. Em ăn nhiều lắm rồi. Cô An thay đồ xong nhanh chóng chạy ra. Đi ngang qua Nhu Nhu và Cố Minh Lý, còn vòng tay ôm lấy, ngẩng đầu hừ một tiếng kiêu ngạo. Bàn tay em như chân gà vậy. Bao giờ mới béo lên được? Không biết. Anh trái tóc không được. Quá khô. Kiểu tóc em cũng hỏi quá. Ăn xong anh trái dẫn em đi chăm sóc tóc. Tiện thể làm lại kiểu tóc thời thượng. Giống tóc đỏ của anh trai thứ tư à không? Chỉ thay đổi kiểu tóc thôi, không nhuộm tóc. Được. Em nghe anh trai hết. Nếu lỡ anh ấy làm cho em một kiểu tóc xấu hơn thì không phải là còn xấu hơn bây giờ à? Vừa nói xong đã bị Cố Minh Lý đá vào mông và dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh ta. Em tưởng ai cũng giống em heo à? Tôi nói thật mà. Cố Minh Lý, anh có cái gu thẩm mỹ kỳ quái. Còn dám dẫn nó đi làm kiểu tóc nữa. Cười chết tôi mất. Thật là cười chết ta rồi. Anh chờ đấy, giờ ta chưa đánh lại được anh. Nhưng quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cố Minh Lý dùng tay chỉ lên đỉnh đầu của Cố An và mình, so sánh thử, sau đó phát ra tiếng cười không gây tổn thương nhưng cực kỳ nhục nhã. Ha ha, tôi đợi em đấy. 10 năm nữa cũng không phải đối thủ của tôi. Cố An tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, vung tay múa chân lung tung. Sau đó kiêu ngạo giơ 2 nắm đấm về phía anh ta, giơ ngón giữa lên. Cố An, em muốn chết à? Cố Minh Lý trong nháy mắt, giọng nói tức giận vang vọng trời cao. Cố An làm xong động tác, chạy như bay. Chú, gì? Anh trai thứ tư lại định đánh con. Nói bậy, là em khiêu khích tôi trước. Anh trai thứ tư, anh thật biết đùa. Em còn nhỏ thế, làm sao mà trêu anh được. Hơn nữa em cũng không đánh lại được anh ấy. Chú, gì? Các người phải bảo vệ tôi. Cố An rất thông minh, vì sao không chạy về phía bố mẹ? Tất nhiên là biết họ sẽ không bảo vệ mình rồi. Lúc này tất nhiên phải tìm dì rồi. Hi hi. Quả nhiên, dì cố vỗ về vai Cố An. Liếc mắt nhìn con trai mình một cái. Cố Minh Lý muốn đánh nhau à? Lại đây đánh nhau với mẹ đi. Cố Minh Lý giật mình, lừa một cái rồi lắc đầu. Mẹ cứ bênh vực con cáo nhỏ đó đi. Mẹ cố túm tay Cố An kéo lại. Đừng giả vờ ngây thơ. Ngày nào cũng, con không tìm việc gì làm, trong lòng sẽ không thoải mái phải không? Mẹ nhẹ tay. Đủ rồi. Đây này ông. Nhu Nhu ở đây này. Nhu Nhu lại đây. Ăn xong rồi, mẹ dẫn con đi chơi. Được. Bàn ăn, hầu như mọi người đều nhìn Nhu Nhu. Có vẻ ăn ngon hơn. Nhu Nhu ăn thêm thịt đi. Những người lớn tuổi bắt đầu gắp thức ăn cho Nhu Nhu. Hầu hết là thịt. Chỉ trong nháy mắt, bát cơm của cô bé đã đầy ắp thức ăn.
Con, còn ăn không hết làm sao? Không sao, Nhu Nhu ăn không hết thì để bố ăn. Mẹ cũng ăn được. Ông cũng không ngại ăn đồ thừa của cháu gái đâu. Còn cô An tức giận ăn ngấu nghiến và than phiền với cố Minh Lý. Sao thế? Sao tôi cảm thấy bố và ông đều như biến thành người khác vậy? Em là em gái duy nhất trong nhà à? Em có nhỏ như Nhu Nhu không? Em có ngoan như Nhu Nhu không? Giọng nói có mềm mại và dễ nghe như nó không? Vậy nên em không có gì cả. Còn mong đợi chú và ông đối xử với em khác biệt. Mơ tưởng hão huyền. Nắm đấm cô An siết chặt lại, nhưng anh ta không đánh lại được. Thằng anh thứ tư này thật là đáng ghét. Bữa cơm ăn hòa thuận, nhưng lại như đang âm ỉ khó lửa. Nghĩ gì thế Nhu Nhu? Là ông. Con muốn làm một số thứ, nhưng lại không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Muốn làm gì? Có thể bàn bạc với ông. Nếu không được thì đọc sách. Sách gì cũng có. Đúng rồi, Nhu Nhu có thể đọc sách. Nhưng giây tiếp theo cô bé lại chán nản. Chỉ học lớp mẫu giáo ở làng. Con biết quá ít chữ. Ông ơi, Nhu Nhu muốn học chữ. Được rồi, Nhu Nhu của chúng ta sau này nhất định sẽ là một đứa trẻ thông minh. Muốn học chữ, ông dạy con. Bố, đâu cần ông dạy đâu. Để thằng nhóc cố An dạy. Nhu Nhu, nó cả ngày không chịu ngồi yên. Không chịu ngồi yên, rèn luyện tính khí của nó. Cũng tốt, Nhu Nhu. Anh trai dạy con học chữ được không? Ông cố nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này chủ yếu phải dựa vào ý của Nhu Nhu. Cô bé không do dự gật đầu. Mẹ cố dẫn Nhu Nhu đến cửa phòng cố An gõ cửa. Một lúc sau, cố An chạy ra. Mẹ làm gì thế? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Em gái mới học mẫu giáo, nhiều chữ em không biết đọc. Em muốn học đọc chữ, anh trai giúp em một tay nhé. Thì ra em còn chưa biết đọc chữ à? Không phải đâu. Nhu Nhu đã biết đọc hơn 300 chữ rồi. Hả? Mới có 300 chữ thôi à? Anh biết hết. À, anh trai giỏi quá. Đôi mắt Nhu Nhu sáng rực như những vì sao. Nhìn cô An, giọng điệu chân thành khen ngợi sự giỏi giang của anh. Nhìn em ngưỡng mộ anh như vậy. Anh sẽ miễn cưỡng dành chút thời gian để cứu em. Cảm ơn anh trai. Vậy là Nhu Nhu đã tìm được thầy giáo dạy chữ. Từ ngày mai, sau khi tan học, cô An sẽ dạy Nhu Nhu đọc chữ. À, ngày mai là thứ hai rồi. Nói xong anh ta ghen tị nhìn Nhu Nhu. Sao em gái không phải đi học? Em gái ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, đến khi khai giảng năm sau mới đi học. Vậy nên con phải học lớp 2 cho nghiêm túc. Đừng để em gái vượt mặt. Cố An nhờ đến thành tích học tập tệ hại của mình. Ánh mắt lo lắng đảo qua đảo lại. Nhưng trước mặt em gái nhất định không thể mất mặt. Anh ta gẫn ngực, nói chắc nịch. Không thể nào. Làm sao có thể bị em gái nhỏ hơn vượt mặt được. Mẹ cố không nói thêm gì. Giờ muộn rồi, Nhu Nhu đi ngủ đi. Ông nội chào buổi sáng. Ông quản gia chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nhu Nhu chào buổi sáng. Anh trai chào buổi sáng. Hôm nay anh dậy sớm hơn em đấy. Anh trai giỏi quá. Cố An lập tức cảm thấy hài lòng. Nét mặt u sầu từ sáng giờ đã biến mất. Miệng anh ta cong lên. Nhưng nghĩ đến việc sắp phải đi học, anh lại không vui nữa. Em khi nào mới đi học? Hôm qua bố nói rồi. Phải đợi đến học kỳ sau Nhu Nhu mới đi học. Đi học sớm hay muộn có gì khác biệt đâu. Vậy thì Nhu Nhu đưa anh trai đi học nhé. Tôi không cần em đưa đâu. Ồ, cô An sững sờ. Sao thế? Em không nên hỏi thêm vài lần à? Biết đâu tôi đồng ý. Vậy thì sao? Nếu em muốn đưa tôi đi học như vậy. Ta là người rộng lượng. Cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý thôi. Được rồi. Nhu Nhu có muốn đi chỗ làm của bố xem không? Có làm phiền bố làm việc không? Không, khi bố bận. Nhu Nhu có thể tự xem TV, ngủ ở văn phòng, hoặc ăn đồ ăn nhẹ đều được. Khi bố không bận thì sẽ dạy Nhu Nhu đọc sách nhé. Con sẽ ngoan. Còn mẹ thì sao? Hôm qua Nhu Nhu đã ở với mẹ rồi, hôm nay sẽ ở với bố. Mẹ ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai người. Được rồi, mẹ vất vả quá. Còn ông thì sao? Nhu Nhu không hỏi ông à? Ông buồn rồi đấy. Vậy thì ông có muốn đi cùng Nhu Nhu và bố không? Muốn, đúng lúc ông cũng đã lâu không đến công ty. Nếu Nhu Nhu thấy chán ở chỗ bố, ông sẽ dẫn con đi dạo chơi. Bố cố có điều muốn nói. Con gái đi với ông ấy sao mà chán được? Bố nó sao lại cứ suốt ngày làm trò, làm xấu hình ảnh của bố trước mặt Nhu Nhu.
Bố vất vả rồi. Không vất vả đâu, bố kiếm tiền là để cho con và mẹ tiêu đấy. Sau này muốn mua gì thì mua. Anh trai học ở đây à? To quá, đẹp quá. Hóa ra trường học ở thành phố lớn trông như thế này cơ à. Đương nhiên, cho em lớn lên đi học, có lẽ cũng sẽ học ở đây. Chỉ có điều là phải bắt đầu từ lớp mẫu giáo thôi. Anh trai hơn em 2 lớp đấy. Bố á, sau này, Nhu Nhu cũng sẽ học ở một trường đẹp như thế này đúng không? Hả? Và học cùng trường với anh trai. Sau này nếu có ai bắt nạt Nhu Nhu, thì cứ đi tìm hắn ta, rồi sau đó lại đến tìm bố. Hắn ta thấy Nhu Nhu mềm mại như vậy, lại chẳng có tính khí gì, thì bố thật sự lo lắng sau này con bé đi học rồi, sẽ bị bắt nạt. Trẻ con ở trường này toàn là những đứa thô lỗ lắm. Cách tốt nhất đương nhiên là dùng người thô lỗ để trị người thô lỗ. Con trai út nhà hắn ta rất nghịch ngợm. Anh trai bảo vệ em gái là tốt nhất. Nhu Nhu cũng có thể tìm ông nội. Con gái nhà họ Cố tuyệt đối không cho phép người ngoài bắt nạt. Em mềm mại thế này, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt rồi. Lỡ đâu cắn anh một cái, không đau tí nào đâu. Nếu có ai bắt nạt em, thì xem như em là em gái của anh. Thì anh đành phải miễn cưỡng giúp em đánh bọn họ thôi. Cảm ơn anh trai. Nhanh lên, sắp vào lớp rồi. Nhu Nhu có muốn đi học không? Nhu Nhu muốn học. Muốn đọc sách. Được, nhưng mà học kỳ này chỉ còn 1 tháng nữa là nghỉ hè rồi. Chờ học kỳ sau, bố sẽ đưa Nhu Nhu đến trường để đăng ký. Được không? Được, Nhu Nhu chờ học kỳ sau rồi đi học. Tài xế lái xe đến công ty, nắm tay bố và ông nội. Nhu Nhu thấp bé, đứng giữa hai người, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Chỉ thấy cao ngất trời, nhìn không thấy đáy. Tòa nhà này đều là của tập đoàn Cố Thị. Sau này Nhu Nhu muốn đến thì cứ đến. To quá. Nhà họ Cố có rất nhiều tài sản đấy. Sau này bố sẽ dẫn Nhu Nhu đi xem. Hai người dẫn Nhu Nhu vào công ty. Dọc đường đi, gặp những nhân viên khác đều lễ phép chào hỏi họ. Tổng giám đốc Cố, chủ tịch hội đồng quản trị. Sao ông chủ tịch lại đến công ty vậy? Cô bé mà tổng giám đốc Cố đang dẫn là ai vậy? Có ai biết không? Cô bé ngoan quá. Chỉ là có hơi gầy thôi. Được tổng giám đốc Cố và chủ tịch hội đồng quản trị dẫn đến. Trời ơi, cô bé ấy rốt cuộc là thân phận gì? Có ai biết không? Trợ lý Trần, anh đi mua một ít đồ ăn mà trẻ con thích. Rồi mua thêm vài cái gối và chăn mền nữa. Những thứ khác mà trẻ con thích, anh cứ nhìn rồi mua hết. Nhu Nhu, con có thích ăn trái cây gì không? Không, không có. Nhu Nhu đừng căng thẳng. Ở đây giống như con về nhà mình vậy. Tự nhiên mà thích gì thì thích, muốn gì cũng có thể nói với ông nội. Con có bố nữa, Nhu Nhu thực sự không có trái cây nào đặc biệt thích ăn à? Nếu không có, thì bố sẽ bảo họ mua nhiều loại hơn. Đừng mua nhiều quá, ăn không hết sẽ lãng phí. Nói xong, con bé lại phồng má lên, giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Muốn ăn nho. Nhu Nhu thích ăn nho. Đúng rồi. Ngoài nho ra, còn có trái cây nào khác không? Cô bé đáng yêu lắc đầu. Giọng nói ngây thơ hỏi hai người lớn. Vậy bố và ông nội thích ăn gì à? Không thể chỉ Nhu Nhu ăn được. Được, vậy mua thêm dâu tây. Tôi nhớ rất nhiều trẻ con đều rất thích ăn loại này. Trợ lý Trần ghi nhớ, rồi đi mua. Mua đủ những thứ mà tổng giám đốc Cố nói. Anh ta ở cửa hàng, thấy một con thỏ bông màu hồng nhạt. Cũng mua một con. Cố Lâm mặc rất bận, là ông chủ của một tập đoàn lớn. Những việc lặt vặt không cần anh ta xử lý. Cho nên anh ta dẫn Nhu Nhu đến văn phòng. Cũng không thể ở bên Nhu Nhu lâu. Bị gọi đi. Lúc đi, thật sự là luyến tiếc. Nhu Nhu, con cần gì thì cứ nói với ông nội. Việc chạy vặt thì giao cho những thư ký bên ngoài. Sách hoặc anh chàng kia cũng được, biết chưa? Được rồi, có ông già này rồi. Con lo lắng cái gì chứ? Cô bố nhìn bố mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Lần này đến công ty, ông ấy thực sự là đến chơi. Hay là chơi với Nhu Nhu ngoan ngoãn, ông ấy còn chẳng muốn đi làm nữa. Bố vất vả rồi. Không vất vả đâu, bố kiếm tiền là để cho con và mẹ tiêu đấy. Sau này muốn mua gì thì mua. Rồi dưới ánh mắt luyến tiếc của Nhu Nhu, cô bố cũng đi rồi. Nhu Nhu chỉ thích bố, mà không thích ông nội à? Cũng thích ông nội mà. Đi thôi, Nhu Nhu, chúng ta đi xem gấu bông. Nhận được sự khẳng định của cháu gái, cố ông nội tự tin, kiêu hãnh, dẫn Nhu Nhu đi xem phim hoạt hình. Cô bé nhỏ mỗi ngày dậy là phải đi cho gà, cho vịt ăn, con phải lên núi kiếm củi, tưới nước cho rau trong vườn. Nhưng sau khi về với gia đình giàu có mới phát hiện, trẻ con cũng có thể không cần làm việc, lên lớp. Nhu Nhu về nhà, ăn tối xong, cả nhà dẫn theo một con mèo và một con chó. Lần này là cả gia đình đi dạo. Ngày mai anh cả của các con sẽ về. Nhu Nhu có muốn đi đón anh cả không? Anh cả về à? Máy bay sáng mai. Vậy bố mẹ có đi không? Mẹ không đi, nhưng bố sẽ đi cùng con. Có người quen đi cùng là tốt rồi. Nhu Nhu trong lòng rất muốn đi đón anh cả, nên gật đầu thật nghiêm túc.
Nhu Nhu đi đón anh cả. Hay là ngày mai con xin nghỉ học, đi cùng em gái. Không được, không được, không được. Ba người lớn trong nhà gần như đồng thanh. Hoàn toàn dập tắt ý định của Cố An Thành không đi học. Trong trứng chưa nở. Tối hôm đó, Nhu Nhu suy nghĩ về chuyện đó. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Lâu lắm mới ngủ được. Nhu Nhu có đang lo lắng chuyện gặp anh cả ngày mai không? Mẹ ơi, Nhu Nhu có phải là làm ồn mẹ không? Nghĩ gì vậy? Mẹ cũng chưa ngủ. Đó là con đang nghĩ về chuyện của anh cả. Nhu Nhu vùi mặt đỏ bừng vào lòng mẹ. Không nói gì. Có phải là sợ anh cả không thích con không? Anh, Nhu Nhu yên tâm, anh cả nhất định sẽ thích con. Chỉ là đến lúc đó, sợ là anh ấy sẽ đánh nhau với bố để tranh giành con. Nhu Nhu là bảo bối của nhà chúng ta. Sao con lại không tự tin như vậy chứ? Vậy Nhu Nhu có muốn chuẩn bị quà cho anh cả không? Chuyện này thì phải xem Nhu Nhu muốn thế nào. Nhu Nhu ngoan ngoãn mê mơ một tiếng, cau mày suy nghĩ về chuyện quà tặng. Ngày mai bố dẫn con đi siêu thị xem. Bây giờ đã là giờ đi ngủ rồi. Cho nên Nhu Nhu phải ngoan ngoãn đi ngủ. Được, Nhu Nhu biết rồi. Mẹ ngủ ngon. Con yêu ngủ ngon. Ngủ ngon giấc đến sáng. Ngày hôm sau, Nhu Nhu dậy rất sớm. Bố dậy sớm thế à? Muốn gặp anh trai lắm à? Phải đi sớm một chút. Nhu Nhu đi mua quà cho anh trai. Nói thật, bây giờ Cố Lâm Mặc có một chút ghen tị với con trai lần lớn. Đầu gặp mặt, con gái đã mua quà. Anh ấy còn không có. Anh ấy cũng không có. Siêu thị mới mở cửa. Khách hàng lác đác, cho nên trông hơi vắng vẻ. Tổng giám đốc Cố, sao ngài lại đến đây? Người kia là ai vậy? Sao đến đây rồi còn không nhận ra? Không nghe tổng giám đốc vừa gọi là gì à? Tổng giám đốc Cố là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị đấy. Trời ơi, tổng giám đốc Cố lại đến đây. Là đến kiểm tra công việc à? Không giống các bạn đâu. Có thấy anh ta đang dắt một đứa trẻ không? Chắc là đến mua đồ đấy. Linh Mặc gật đầu chào hỏi tổng giám đốc một cách đơn giản. Nói vài câu xã giao rồi dẫn con gái tiếp tục đi dạo siêu thị. Nhu Nhu, con muốn mua gì cho anh trai? Bố ơi, anh trai thích gì? Anh trai con thích ít thứ lắm. Nói đến sở thích lớn nhất, chắc là kiếm tiền. Vậy Nhu Nhu tặng cái gì? Ngay lập tức, mày Nhu Nhu nhíu lại. Anh trai con thích ít thứ lắm. Nhưng vì phải làm việc, nên người anh ấy luôn mang theo một cây bút máy. Nhu Nhu có thể chọn cái này. Nghe bố nói vậy, ngay lập tức giải quyết được vấn đề của cô bé. Con bé ngẩng mặt lên, nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn bố. Rất nhanh, con bé nhìn thấy một chiếc bút máy viền vàng đen. Chất lượng cực tốt. Trông rất sang trọng. Con bé nhìn thấy là thích ngay. Ôm hộp đựng bút máy đi ra. Nhu Nhu đi theo bố từng bước. Bố thích gì? Mua cho bố một đôi cài áo đi. Sau này phải đeo vào những dịp quan trọng. Vậy bố dẫn Nhu Nhu đi mua. Cô bé 4 tuổi mỗi ngày dậy là phải đi cho gà, cho vịt ăn. Con phải lên núi kiếm củi. Tưới nước cho rau trong vườn. Nhưng sau khi về với gia đình giàu có mới phát hiện, trẻ con cũng có thể không cần làm việc. Tiết tập trước, Nhu Nhu và bố đến sân bay lúc 8 giờ 40 phút. 20 phút trôi qua, Cố Lâm Mặc gọi điện cho con trai nhưng không liên lạc được. Máy bay cũng không để đúng giờ. Bố ơi, anh cả vẫn chưa đến à? Có lẽ bị hoãn chuyến bay. Đi máy bay, nhiều khi gặp phải vấn đề này. Bố có đi máy bay bao giờ chưa? Bay trên trời, bố có sợ không? Nhu Nhu chỉ từng nhìn thấy máy bay trên bầu trời là máy bay bay ở độ cao. Nhưng nhìn không rõ. Cho nên con không tưởng tượng được người ngồi trong máy bay như thế nào. Nhà chúng ta có máy bay riêng. Lần nào bố cũng dẫn con đi. Muốn bay đến đâu thì bay đến đó, được không? Mắt con bé lập tức sáng lên. Con người cong thành hình tròn, miệng nhỏ xinh, ngọt ngào. Mê mơ một tiếng. Bố ơi, Nhu Nhu muốn đi vệ sinh. Bố dẫn con đi. Con tự đi được không? Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Cho biết mình có thể. Cố Lâm Mặc dẫn con bé đến khu vệ sinh. Nhu Nhu tự chạy vào. Mẹ từng dạy con bé cách nhận biết nhà vệ sinh ở ngoài. Cho nên con bé vẫn tìm được. Ra khỏi nhà vệ sinh, Nhu Nhu đi ra ngoài một cách chậm rãi. Chỗ rửa tay bên trong quá cao, con bé không rửa được. Bên ngoài cũng có chỗ rửa tay, nhưng đi ra ngoài, bồn rửa tay này không thân thiện với những đứa lùn. Dùng mũi chân cũng không với tới. Lúc Nhu Nhu đang lo lắng, mặt đỏ bừng lên. Một đôi bàn tay to lớn bế con bé lên. Không phải là muốn rửa tay à? Nhu Nhu chớp chớp mắt đáng thương. Nhanh chóng rửa tay. Cảm ơn anh trai. Có thể đặt Nhu Nhu xuống rồi. Anh trai mê mơ một tiếng. Nhận ra rồi. Là anh trai của Nhu Nhu, anh trai. Mê mơ, bố còn đang đợi chúng ta ở ngoài. Mê mơ, vẫn kiệm lời, mê mơ một tiếng. Cố Nam vòng tay ra sau lưng Nhu Nhu. Một tay nhẹ nhàng.
bé con bé lên. Ôm chặt. Ô. Trời ơi, khí chất của người này quá mạnh. Tôi còn không dám nhìn thẳng. Nhưng dáng người của anh ấy tuyệt đối là đẹp nhất tôi từng thấy. Cặp chân dài quá. Tuyệt vời, hóa ra trên đời thật sự có đàn ông tự mang nhạc nền. Tổng tài bá đạo lạnh lùng trong tiểu thuyết của tôi có nguyên mẫu rồi. Bạn ơi, bạn vừa thấy đứa trẻ mà anh ấy bế trong lòng không? Mềm mại, giống như con thỏ nhỏ. Cách anh chàng bế con đẹp đến nỗi tôi tê chân. Dễ thương quá. Tôi quên chụp ảnh rồi. Có lẽ là không chụp được. Bên cạnh có vệ sĩ đấy. Loại người này nhìn là biết không dễ chọc. Cố Nam đã đi xa, không biết những lời bàn tán phía sau. Họ đi đến sảnh chờ, nổi bật giữa đám đông. Bố, bố. Nhu Nhu tìm thấy anh trai rồi. Bố, về rồi tốt rồi. Bố để lại cho con rất nhiều quà. Cố Nam mặt lạnh, không nói gì. Anh chắc chắn những món quà này không phải là thứ tốt đẹp gì. Bố, quà, quà. Quà của Nhu Nhu tặng cho anh trai. Cô bé nhỏ nhận lấy. Hộp quà hình chữ nhật màu đen từ bố. Hai tay ôm quà đưa đến trước mặt anh trai. Anh trai, đây là quà Nhu Nhu mua cho anh trai. Đưa Nhu Nhu cho tôi, tự xem nó tặng cái gì đi. Cô bố định đưa tay ra bế Nhu Nhu, nhưng bị Cố Nam lùi lại một bước. Nhưng người né tránh một cách chính xác và hành động rất tự nhiên, đưa hộp quà trong tay ra. Nam Phong lập tức tiến lên nhận lấy, mở ra. Hiện ra cây bút máy nằm yên bên trong. Con đúng là làm cười chết cha con rồi. Anh rất thích. Mặc dù anh trai chỉ nói 4 chữ, nhưng Nhu Nhu lại rất vui. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, cong cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ngọt ngào, hiền lành. Con là người bạn đồng hành cùng Nhu Nhu lớn lên. Con mèo tên là Miêu Miêu. Con chó tên là Đại Hoàng. Tiết tập trước, trên xe, Nhu Nhu ngồi cạnh anh trai và bố, tư thế ngồi ngoan ngoãn không thể nào chê. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Hai cái chân nhỏ lơ lửng đung đưa, thỉnh thoảng lại lén nhìn người thanh niên lạnh lùng ngồi bên cạnh. Vui. Mê mơ, gặp anh trai rồi, vui. Cô bố hơi ghen tị. Gặp con trai lớn, con gái đã quên mất anh. Nhu Nhu lại đây với bố, sắp phải đến nhà rồi. Bó hoa tặng mẹ, con cầm đi, mẹ sẽ vui. Bó hoa đẹp tinh xảo, màu sắc rực rỡ. Trong đôi mắt đen láy của Nhu Nhu, toàn là những màu sắc rực rỡ. Con bé cũng rất thích những bông hoa đẹp này. Con trai, ngày mai con đi cùng bố đến công ty đi. Cố Nam rất dứt khoát từ chối. Không đi được, phải đi. Cố Nam trực tiếp không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn điện thoại. Ngả người về phía sau, đôi mắt phượng chậm rãi nhìn về phía cô bé. Giọng nói ngọt ngào của anh trai. Cẩn thận gọi anh. Nhắm mắt lại, Cố Nam nhớ lại cảnh tượng gặp mặt em gái. Từ từ mở mắt ra. Anh trai, anh có mệt không? Không, Nhu Nhu ngoan ngoãn mê mơ một tiếng. Nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay anh. Xe chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Cố. Nghe thấy tiếng chó sủa, Cố Nam nhìn về phía đó với ánh mắt nhạt nhạt, giây trước còn đang vẫy đuôi. Giây sau, giống như bị thứ gì đó đáng sợ, sợ hãi. Cục đuôi. Đầu chó nhìn loạn xạ. Sau đó chạm vào ánh mắt của Cố Nam. Con gái của tôi. Cô bé à. Hai cha con nhìn nhau. Lập tức tia lửa bắn tung tóe. Bố ơi, anh trai, đừng cãi nhau nữa. Con bé ở giữa hoàn toàn không biết phải làm sao. Bố và anh trai, Nhu Nhu đều muốn gần gũi. May là lúc này, Cố mẹ đi tới. Con gái yêu. Cố mẹ nhẹ nhàng bay đến như một con bướm, ngay lập tức giành lấy cô bé nhỏ từ trong lòng anh trai. Cướp đi, bây giờ Nhu Nhu đã về với vợ, với mẹ. Ai cũng không dám tranh giành. Mẹ, đây là quà tặng cho mẹ. Bị mẹ ôm trong lòng, Nhu Nhu cười híp mắt, cười như thiên thần. Hai tay ôm bó hoa, đưa đến trước mặt mẹ. Đây là Nhu Nhu mua cho mẹ à? Con bé cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Ngoan ngoãn, hơi ngượng ngùng gật đầu. Trong đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, chứa đựng ánh mắt chờ mong. Nhu Nhu không biết mua gì. Là bố giúp đấy. Nhưng vẫn là quà Nhu Nhu tặng mẹ. Mẹ rất thích. Con đứng đó làm gì, về nhà đi. Nhu Nhu về rồi. Ông nội. Con bé ngọt ngào gọi ông nội. Hai chân ngắn chạy nhanh chạy về phía ông nội. Rồi lấy ra món quà tặng ông. Là một đôi giày rất hợp với người già. Ông cụ cười càng vui. Đương nhiên rồi, ông quản gia, con bé cũng không quên. Con của tôi nữa, ông quản gia vui mừng ông lấy món quà của mình. Quà của mình. Sao tiểu thư Nhu Nhu lại chu đáo thế? Cố Nam, giọng nói trầm ấm, lạnh lùng đặc trưng của anh trai vang lên. Nhu Nhu ôm Miêu Miêu, chạy nhanh bằng hai chân ngắn, đa 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 chạy tới. Anh trai. Cố Nam nhìn con mèo lười biếng nằm trong lòng. Liếc mắt, lại thấy con chó ở đằng xa đang giơ răng rờn anh, nhưng không dám tiến lại. Con là người bạn đồng hành cùng Nhu Nhu lớn lên. Mèo tên là Miêu Miêu. Chó tên là Đại Hoàng.
Cố Nam mê mơ một tiếng, không hỏi thêm, trong tay cầm một cái hộp, mở ra, lấy ra một chiếc vòng tay đá quý đẹp mắt. Dưới cùng chiếc vòng, trang trí một con bướm đẹp lấp lánh, trong suốt. Đôi ngón tay trắng như ngọc của anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Nhu Nhu, đeo chiếc vòng tay cho cô bé. Anh trai, đây là quà tặng cho Nhu Nhu à? Mê mơ, tặng cho em. Anh em họ rất hòa thuận. Hòa thuận đến nỗi cô bố ghen tị, nhìn con trai lớn, thật sự là không biết nên nói sao. Mắt không mắt mũi. Anh trai, nếu anh không trồng hoa, vậy có thể không? Có thể để Nhu Nhu trồng rau được không? Ông nội, xe. Uống sữa hay uống nước? Sữa. Tôi dẫn Nhu Nhu đi đón Cố An. Ra khỏi bếp, Cố Nam trực tiếp nói một câu, rồi dẫn Nhu Nhu đi ra ngoài. Con đứng lại cho ta, trước đó đã nói là ta dẫn Nhu Nhu đi. Công việc của ngài, đừng nghĩ đến việc giao cho tôi. Con trai càng ngày càng khó lừa. Hơi có chút chột dạ. Mẹ ơi, bức tranh của mẹ trên tường. Phía sau có tiền riêng của bố, có. Con ngoan lắm, Cố lão, giọng nói dịu dàng của ông vang lên bên tai. Cô bố nhắm mắt rồi mở mắt. Ai ngờ được chứ? Người đàn ông thành đạt, được gọi là hổ mỉm cười. Ở nhà lại là người sợ vợ. Loại mà lương đều phải nộp cho vợ. Bố có bị đánh không? Không đâu, nhiều nhất là hết tiền riêng thôi. Ôi, không bị đánh là tốt rồi. Đi đến Nam Cẩm biệt viện, Nhu Nhu ngơ ngác nhìn anh trai. Không phải là đi đón. Anh trai nhỏ tan học à? Nam Cẩm biệt viện là nơi anh trai ở. Dẫn em đi xem. Sau này muốn đến thì cứ đến. Anh trai không ở nhà à? Anh trai lớn rồi, phải ra ngoài lập nghiệp. Anh trai nhỏ lớn lên cũng phải ra ngoài à? Mê mơ, còn Nhu Nhu thì sao? Nhu Nhu lớn lên, có phải là cũng phải ra ngoài không? Cố Nam khựng lại, mới nhớ ra, con gái lớn lên sẽ lấy chồng. Lấy chồng nghĩa là về nhà người khác, nghĩa là lại mất em gái. Không cần nhà họ Cố. Anh trai cả và anh hai. Nhà anh trai nhỏ đều là nhà của em. Muốn đi đâu thì đi. Không cần ra ngoài. Nam Cảnh biệt viện là khu biệt thự có phong cảnh đẹp. Giống như khu biệt thự nhà họ Cố. Người có thể ở trong đó đều là những người giàu có. Anh trai, sao ở đây anh không trồng gì hết vậy? Lời chăm sóc. Nhu Nhu đột nhiên nhìn anh trai với vẻ mong chờ. Anh trai. Sao vậy, anh trai, nếu anh không trồng hoa? Vậy có thể không? Có thể để Nhu Nhu trồng rau không? Lúc ở làng nhỏ, những loại rau xanh mướt đó đều là do em trồng. Đừng thấy em nhỏ, người già trong làng trồng rau còn không ngon bằng em trồng. Có thể muốn làm gì thì làm. Anh trai, anh tốt nhất. Muốn trồng gì? Anh bảo người ta mua hạt giống cho em. Nhu Nhu có thể tự chọn hạt giống không? Mẹ mơ, được. Nhu Nhu ở khu vườn trồng đó. Háo hức cùng anh trai lên kế hoạch. Rồi hài lòng rời đi. Đến trường của anh trai nhỏ, đã tan học. Họ đến muộn vài phút. Từ xa đã thấy Cố An đang cùng hai người bạn. Mặt đầy bực tức, đừng đó. Anh trai nhỏ. Sao giờ mới đến? Có biết là ta chờ cậu bao lâu rồi không? Xin lỗi. Anh trai nhỏ, Nhu Nhu đến muộn. Chúng ta về nhà thôi. Được rồi, xem như lời xin lỗi của em chân thành. Ta, Cố An nói, người mà tôi sợ nhất ở nhà. Là ai? Không phải ông nội, không phải bố, mà là người đang đứng bên cạnh. Anh trai của cậu. Lên xe đi, hay là tự đi về? Cố An vội vàng lên xe, rồi dùng ánh mắt chết lặng hỏi. Nhu Nhu, sao lại cùng anh ấy đến đón anh? Nhu Nhu ngây thơ nhìn anh trai bằng đôi mắt to tròn. Anh nói gì vậy? Em không biết. Anh trai. Anh trai lớn, chúng ta đi tìm anh bốn. Mê mơn, đi bộ đi. Mê mơn, chúng ta đi bộ đi. Anh trai nhỏ có muốn đi cùng không? Đương nhiên là có. Nhìn thấy Nhu Nhu và anh trai lớn nắm tay, Cố An tức giận bất ngờ. Hai người bọn họ, từ lúc nào lại thân thiết như vậy? Cố An tức giận đi tới, nắm lấy tay Nhu Nhu, ánh mắt không kìm được, khiêu khích nhìn anh trai lớn một cái, rồi bị anh trai lớn liếc mắt một cái lạnh lùng, nhanh nhạy, lập tức ngoan ngoãn như chim cút. Anh trai nhỏ, anh nắm chặt vào. Yên tâm, tuyệt đối không làm mất em. Tập trước, Nhu Nhu cùng hai anh trai đi đón anh bốn. Nhưng chưa đến trường, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng ồn ào. Có tiếng chửi rủa, cũng có tiếng kêu thảm thiết. Cố Minh Lễ, tao giết chết mày. Nghe thấy ba chữ Cố Minh Lễ, Nhu Nhu trợn tròn mắt. Là anh Minh Lễ à? Cố Nam đoán được chuyện gì xảy ra. Không muốn dẫn Nhu Nhu đi, làm sao bây giờ, nhưng không thể ngăn cản Nhu Nhu. Muốn đến xem chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đó, Nhu Nhu vô cùng vui sướng. Không còn cách nào, Cố Nam đành phải dẫn con bé đi. Sau đó, cảnh tượng mà họ nhìn thấy khiến Nhu Nhu trợn tròn mắt, miệng há hốc mồm. Chỉ thấy Cố Minh Lễ cùng ba người bạn cùng nhau đánh gục hơn 10 người.
Ôi, anh Minh, cậu chờ thám tử AC một chút. Anh Mã. Cố Minh lẽ đi tới, gọi Cố Nam, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhu Nhu. Nhu Nhu dùng tay nhỏ bám vào tay anh trai. Lúc này, anh trai cũng buông tay. Hiện ra đôi mắt to tròn long lanh, chứa đựng vẻ lo lắng. Ngọt ngào gọi ba chữ. Cố Minh lễ, sắc khí khi nãy biến mất. Đối mặt với con bé nhỏ nhắn, mềm mại đó, chỉ còn lại sự dịu dàng. Vừa đưa tay lên, chưa kịp vuốt đầu Nhu Nhu. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Tiếp theo, hiệu trưởng và giáo viên của trường đến. Kết quả là, tất cả những người tham gia đánh nhau đều bị đưa đến văn phòng. Còn Cố Nam, anh ta giống như lãnh đạo hơn hiệu trưởng. Lạnh nhạt ngồi trên ghế, nghe giáo viên thẩm vấn toàn bộ diễn biến sự việc. Thực chất là vấn đề tình cảm của một số thanh niên. Người đứng đầu nhóm kia thích một cô hoa khôi của trường, nhưng cô hoa khôi không thích anh ta, thích Cố Minh Lễ và hàng ngày đều tặng đủ thứ cho anh. Cho nên, toàn bộ sự việc có thể nói Cố Minh Lễ hoàn toàn là nạn nhân. Hiệu trưởng nói xong, nhìn về phía Cố Nam, thấy anh ta không có ý kiến gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm. May là ông lớn này không để bụng. Không thì đám này đừng hòng học ở trường nữa. Anh trai, anh về lúc nào? Sáng nay, sao hôm nay mới đến tìm anh? Hôm qua ngủ quên. Anh Bốn, anh đau không? Đau một chút. Nào, thổi cho anh là sẽ không đau nữa. Nhu Nhu hù hù. Anh trai đau đau bay bay. Bây giờ anh không đau nữa. Cô bé nhỏ không tin đâu. Vết thương của anh trai nhìn rất đau. Con bé nhất quyết kéo anh đi khám bệnh. Được rồi, anh chiều em. Đi khám bệnh. Anh Bốn ngoan quá. Ha ha ha. Đến phòng y tế kiểm tra. Cố Minh Lễ ngoài vết thương nhẹ ở khóe miệng, còn có một vết bầm tím lớn trên vai. Nhu Nhu đứng sau lưng Cố Minh Lễ, chu môi, thổi thổi cho anh, đôi mắt xót xa, đỏ hoe, vẻ mặt long lanh đó, giống như sắp khóc đến nơi. Đừng khóc, anh trai không đau. Nhu Nhu trước đây bị ngã cũng đau. Anh trai, chỗ này cũng đau. Nhu Nhu thổi cho anh, thổi thổi là không đau nữa. Rõ ràng bản thân cũng là một đứa trẻ, lúc này lại giống như đang dỗ dành Cố Minh Lễ như dỗ dành trẻ con. Chỗ này chỉ nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu đau thì chắc chắn là sẽ khóc đúng không? Anh trai không khóc mà. Mày cũng không nhớ mày. Thấy chưa, anh trai thật sự không đau. Nhu Nhu mê mơ một tiếng, quay đầu nhìn bác sĩ đang bôi thuốc cho anh trai. Anh trai lớn, nhẹ tay một chút. Nhẹ tay một chút nhé. Anh Bốn, đây là tặng cho anh. Nhu Nhu và bố đi siêu thị mua. Anh Bốn rất thích. Anh trai thích là được rồi. Cố An tức giận, đứng cạnh đó, hừ một tiếng rất lớn, loại mà mắt đỏ lên vì tức giận. Nhu Nhu vội vàng kéo kéo áo cậu. Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ. Nhu Nhu không quên của anh đâu. Này, đã chuẩn bị cho anh rồi. Thì anh miễn cưỡng không so đo với em nữa. Muốn không miễn cưỡng cũng được. Đưa con búp bê cho tôi. Đây là Nhu Nhu tặng cho tôi. Không phải tặng cho cậu. Cố Minh Lễ còn phải lên lớp, cho nên không thể đi cùng họ. Vậy anh Bốn, chúng ta về trước nhé. Sắp đến thứ 6 rồi. Mỗi ngày chiều nhớ đến đón anh trai tan học. Mong là khi em đến đón anh, đã ăn uống béo tròn rồi. Mẹ mơn, Nhu Nhu biết rồi. Anh Bốn, tạm biệt. Anh Đường Lạc. Anh Vô Khung, còn có anh Lục nữa, tạm biệt em gái nhé. Nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Tập trước, khi về nhà, cô bé một tay dắt một anh trai, bước những bước nhỏ vào cổng biệt thự. Đại Hoàng và Than Đen vừa ngửi thấy mùi của cô bé, liền vui vẻ vây quanh. Đại Hoàng, Than Đen, Nhu Nhu về rồi. Nhưng khi chạy đến cách Nhu Nhu chưa đầy nửa mét, chó bự dừng lại, trợn mắt, nhìn người đàn ông cao lớn kia với vẻ cảnh giác. Người này luôn mang đến cho nó cảm giác rất nguy hiểm. Nó không dám đến gần. Đại Hoàng, lại đây. Nhu Nhu buông tay anh trai, chạy những bước ngắn đến ông chó bự. Con Hasiki nhà bạn anh còn oai phong và to lớn hơn. Anh cả còn có việc. Em tự chơi đi. Vâng, anh đừng làm việc mệt quá nhé. Cô bé chơi ngoan ngoãn được nửa tiếng, liền cùng anh trai đến phòng ngủ của anh để học bài. Vào đi, để em xem phòng ngủ của đại gia anh đây sang trọng cỡ nào. Đây là lần đầu tiên cô bé vào phòng ngủ của anh trai. Với tâm trạng tò mò bước vào sau đó, liền bị đủ loại mô hình phong phú đầy màu sắc bên trong và máy chơi game làm cho há hốc mồm. Đây đều là bộ sưu tập của anh đấy. Thích cái nào thì tự chọn. Anh tặng cho em. Là của anh. Nhu Nhu không cần. Không được, em đã tặng quà cho anh rồi. Anh cũng phải tặng em một món. Nếu những thứ này em đều không thích, thì anh sẽ đi mua cho em cái khác. Em thích cái gì thì anh mua cái đó. Nếu đã như vậy, Nhu Nhu nhìn,
bộ sưu tập đầy ắp trong phòng anh trai. Hai má phồng lên, cuối cùng chỉ vào một con mèo đen. Cái đó giống than đen. Cô An lấy mô hình đó xuống, không hề tiếc rẻ mà tặng cho em gái. Bình thường anh ấy rất quý những thứ này, ngay cả bạn thân đến chơi cũng chỉ được nhìn, không được chạm vào. Nhưng em gái thì khác. Tặng cho em, nó tên là La Tiểu Hắc. Cảm ơn anh. Đi thôi, anh dạy em nhận biết chữ. Hai anh em ngồi trên ghế, ngồi sát dạt nhau, hai cái đầu nhỏ xinh xắn non nớt dựa vào nhau, cùng nhìn vào một cuốn sách. Anh đọc một lượt, em hãy đọc theo anh, không biết thì hỏi anh. Vâng, hai giọng nói non nớt khác nhau vang lên trong phòng ngủ, mang theo một bầu không khí ấm áp khó tả. Cánh cửa hé mở khép lại một cách lặng lẽ. Bố Cố và mẹ Cố mỉm cười rời đi. Hiệu quả này rất tốt, hai anh em phải tương tác nhiều hơn, tình cảm mới tốt hơn được. Chỉ là Nhu Nhu tương tác với anh ít quá. Nói xong liền nhận được một cái lườm của mẹ Cố. Lớn thế này rồi còn tranh giành sự yêu thương với con trai, không biết xấu hổ. Buổi tối, Nhu Nhu đâu? Bên trong hôm nay ngủ với con. Tại sao? Nhu Nhu còn chưa ngủ với bố đây này. Em gái đã đồng ý rồi, thằng con trai này không cần nữa rồi. Sáng hôm sau, anh cả, Nhu Nhu tối qua ngủ ở chỗ anh à? Ừ, mối quan hệ của con bé với anh tốt thật đấy. Anh mới về ngày đầu tiên mà đã quấn quýt anh như vậy rồi. Có chuyện gì à? Tất nhiên là có chuyện. Nhanh gọi Nhu Nhu dậy đi, phải đưa em đi học rồi. Em muốn em gái đưa em đi à? Tất nhiên rồi, mấy hôm nay đều là con bé đưa em đi. Cũng chỉ có điều này mới khiến anh ta có thể khoe khoang trước mặt anh cả và Cố Minh một chút. Cho dù bị anh cả mắng, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Anh, hai anh đang làm gì vậy? Không có gì, còn muốn ngủ nữa không? Không ngủ nữa, chào buổi sáng bố. Chào buổi sáng ông ạ. Cố Nam, hôm nay đi cùng bố đến công ty. Hôm nay không đi, con muốn đưa Nhu Nhu đi mua hạt giống. Bố Cố vốn định nổi giận, nghe nói là vì Nhu Nhu, ông mới cố nén lại chút xúc động muốn ôn lại chuyện xưa, đánh cho con trai mình một trận. Mua hạt giống gì? Các loại hạt giống rau. Nhanh lên, bên kia còn nhiều đất trống hơn cả cái bát, con muốn trồng rau. Nhu Nhu rất phối hợp gật đầu lìa lịa. Đúng vậy, chính là như thế. Nhu Nhu muốn làm gì, sao không nói với bố? Muốn trồng hoa đó. Chúng ta dọn hết hoa trong vườn đi rồi trồng. Không, không được. Hoa đẹp mà. Bên đó con chưa trồng gì cả. Cứ để con bé chơi đi. Khi nào thì con ra nước ngoài. Cút nhanh đi. Vừa về đã tranh con gái với ông, mà Nhu Nhu lại đặc biệt quấn quýt anh trai nó. Thật là chua xót. Thị trường nước ngoài cơ bản đã ổn định, bây giờ con không về cũng không ảnh hưởng gì. Em gái, em có muốn theo anh đến trường xem thử không? Cố An âm thầm muốn dụ dỗ Nhu Nhu đến lớp học của mình, để cho tất cả mọi người trong lớp biết con bé là em gái của mình. Được không ạ? Được. Vâng, được ạ. Đi, đi đến trường với anh. Con sắp phải đi học rồi, con đưa em gái đi làm gì? Con đưa em gái đi xem nơi con học tập. Sao vậy? Trước đây là ai nói không cho Nhu Nhu tự xưng là em gái của mình ở bên ngoài? Con không nói, ai nói? Tóm lại không phải con. Cô An bị nhìn đến đỏ mặt. Bây giờ chính là hối hận. Lúc đó anh ta chính là một tên ngốc tự cao tự đại. Dù sao Nhu Nhu cũng đã đồng ý với con rồi. Hôm nay không được, con phải đi học rồi, làm phiền thầy cô giảng bài không tốt. Hai ngày nữa các con sẽ họp phụ huynh, lúc đó bố sẽ đưa Nhu Nhu đi. Được rồi, đây là bố nói đấy nhé. Phải đưa em gái đi cùng. Ấm áp sau khi mua hạt giống rau về nhà, Cố Nam phát hiện ra một đám khách không mời mà đến. Và khi nhìn thấy đám người này, tâm trạng tốt đẹp ban đầu của Cố Nam biến mất ngay lập tức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Cố Nam đã về rồi. Ôi chao, trông càng ngày càng có khí chất. Linh Linh, còn không mau đi gọi anh cả. Anh cả. Một cô gái 18 tuổi đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên, vừa hận sắt không thành thép, vừa ghen tị trừng mắt nhìn em gái mình. Đồ vô dụng. Nếu là chị, chắc chắn sẽ nịnh nọt được anh họ. Tôi không phải anh trai cô. Anh trai. Khi giọng nói mềm mại non nớt vang lên, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi. Nụ cười trên mặt mấy người lớn có chút gượng gạo, còn kèm theo sự không cam lòng. Còn cô gái kia thì thể hiện sự ghen tị, đồng thời trong đầu nảy ra một ý nghĩ độc ác. Con chó hoang này từ đâu ra vậy? Quản gia đâu? Sao lại thả chó hoang vào nhà? Ghê tởm chết đi được. Một cậu bé đứng trong số bọn họ, thậm chí còn ghét bỏ dùng chân đá đại hoàng. Đại hoàng né tránh, và đối với đám người đột nhiên xuất hiện trong nhà này, nhè răng trợn mắt. Đại hoàng muốn cắn người, vì Nhu Nhu không cho phép, nhưng nó có thể dọa người. Chó bẩn. Nhu Nhu mím môi, hơi không vui. Còn sắc mặt của Cố Nam đã sớm âm trầm. Đại hoàng, lại đây.
À, cháu chính là Nhu Nhu đấy à? Chúng ta là bác cả, bác gái của cháu. Đây, để bác giới thiệu cho cháu. Đây là anh họ, chị họ của cháu. Linh Linh nhà chúng ta cùng tuổi với cháu. Đều là họ hàng. Sau này chơi với nhau nhiều nhé, tình cảm mới tốt được. Cô bé Sở Long Đại Hoàng. Để mặc người phụ nữ kia nói nửa ngày nhưng lại không trả lời một câu. Sao đứa trẻ này lại nhút nhát thế nhỉ? Phiền tránh ra một chút. Miệng nói phiền nhưng giọng điệu lại là ra lệnh. Dù sao đối với những người họ hàng mặt dày này, Cố Nam không có chút kiên nhẫn nào. Anh trai. Lúc này Nhu Nhu đặc biệt muốn gọi anh trai. Anh trai là người đứng về phía cô bé, bảo vệ cô bé. Cố Uyển, cô gái đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên ghen tị nhìn Nhu Nhu. Nhìn Cố Nam như vậy, cô ta ma xôi quỷ khiến tiến lên hai bước. Gọi Cố Nam. Anh trai, chúng em nghe nói anh đã về, nên đặc biệt đến thăm anh. Cố Nam với vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp đi lướt qua cô ta, không nói một lời. Phớt lờ cô ta. Cố Uyển chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng cô ta không dám oán hận Cố Nam quyền lực. Chỉ ghi hận Nhu Nhu. Ngay lúc này, Cố Nam dừng lại, quay người, trong mắt Cố Uyển lóe lên sự vui mừng, mở miệng, vừa định gọi, lại nghe thấy Cố Nam dùng ánh mắt thờ ơ, liếc nhìn cậu bé kia một cái. Còn có lần sau, cút ra ngoài cho tôi. Cố Nam à, thằng bé đặt này nó không cố ý đâu. Nó không biết con chó đó. Trong mắt Cố Nam, mấy người họ hàng này còn không bằng một con chó. Nhu Nhu đã về rồi. Sao rồi, không bị bắt nạt chứ? Không ạ. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình đón con trai tôi như vậy. Còn nhiệt tình hơn cả tôi đây này. Khách sáo quá. Con khốn này. Nhà họ Cố đúng là bất hạnh. Lấy phải người phụ nữ như vậy, phải biết rằng tôi là chị họ của nó. Bản thân không biết tôn trọng người lớn, bất lịch sự, con trai con gái sinh ra cũng y hệt. Chẳng có chút giáo dục nào. Bảo bối của mẹ, con nhớ kỹ. Nếu có ai bắt nạt con, nhất định phải nói với mẹ. Hoặc anh trai, ông nội cũng được. Bất kể vì lý do gì, cả nhà chúng ta đều đứng về phía con. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó, những người này ngày nào cũng giả tạo khuyên nhủ trước mặt bà, ràng buộc đạo đức để Cố Lâm nhận nuôi dưới danh nghĩa vợ chồng bà, làm con gái của bọn họ. Mẹ Cố lại cảm thấy buồn nôn. Ông nội. Nhu Nhu gọi một tiếng mềm mại. Ông Cố lập tức cười tè tét, hoàn toàn khác với vừa rồi. Bà lão ăn mặc sang trọng khi nhìn thấy Nhu Nhu, trong mắt lóe lên vẻ toan tính và chán ghét, chỉ là nhanh chóng che giấu đi và nở nụ cười nhiệt tình hiền hậu. Đây là Nhu Nhu à? Khổ thân con bé, mấy năm nay chịu khổ rồi. Lại đây, để bà nội xem nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự giống hệt em dâu, như được đúc ra từ một khuôn. Là một đứa trẻ có phúc. Cười rồi bước tới, vừa đến liền đưa tay ra muốn ôm Nhu Nhu, nhưng cô bé lại ôm chặt cổ anh trai, vui mặt vào cổ anh. Cố Nam cũng nghiêng người tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Ôi chao, mấy đứa trẻ này chẳng biết tôn trọng người già gì cả. Ta là bà nội của các con đấy, vào nhà không chào hỏi thì thôi. Thái độ này là sao? Tôi nói này, em trai cháu gái nhà anh dạy dỗ không tốt lắm. Chúng tôi đặc biệt đến thăm người. Vào cửa, con dâu không chào hỏi thì thôi. Cháu trai cháu gái cũng chẳng chào hỏi gì cả. Đủ rồi. Chị dâu này không ít lần lấy danh nghĩa của bố đến đây đòi hỏi đồ tốt. Chuyện khác thì thôi, tôi cũng lớn tuổi rồi, nhịn một chút là qua. Nhưng muốn dùng cháu gái của mình thay thế Nhu Nhu, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Bây giờ lại nói xấu cháu gái tôi trước mặt tôi, thật sự coi tôi là người chết rồi sao? Chị dâu, con dâu, cháu trai cháu gái nhà tôi thế nào? Đó là chuyện nhà tôi, chưa đến lượt người ngoài vào nhà tôi chỉ trỏ. Bà lão bị dọa đến run rẩy, mãi một lúc sau mới phản ứng lại là mình bị giáo huấn. Hơn nữa còn bị giáo huấn như vậy trước mặt nhiều con cháu. Bà ta lập tức đỏ bừng mặt, ôm tim lùi lại mấy bước. Mẹ, mẹ sao vậy? Anh tốt lắm, Cố Kiến Hoa. Tạo nghiệp à, tôi là chị dâu của anh đấy. Năm đó lúc bố anh đi làm xa, anh là do nhà chúng tôi nuôi lớn. Kết quả bây giờ anh lại đối xử với chúng tôi như vậy. Kẻ vong ân bội nghĩa sẽ không chết tử tế đâu. Bác cả, một tháng trước, dự án mà bác phụ trách xảy ra vấn đề về vật liệu, lô 30 triệu tệ, bố tôi đã trả thay cho bác. Bác định khi nào trả? Còn nữa, nửa năm trước, vì vấn đề an toàn không được đảm bảo, dẫn đến một công nhân bị thương nặng phải nhập viện. Tiền thuốc men, tiền bồi thường, chi phí thay thế các thiết bị an toàn, còn có chi phí mua chuộc các phóng viên, tổng cộng hết 80 triệu tệ. Là do tôi ứng trước, các người định khi nào trả? Từ khi giàu có, năng lực của bọn họ chẳng được bao nhiêu, tiêu tiền lại phung phí, không có giới hạn, những năm này vẫn luôn dựa vào cổ tức để sống. Tệ nhất là, con trai của ông ta còn nghiện ma túy, tiền trong nhà càng ngày càng không đủ tiêu. Đứng ở góc phòng, nhìn thấy hai anh em thân thiết, Cố Uyển ghen tị đến mức đỏ cả mắt, cắn chặt môi, ánh mắt oán độc nhìn Nhu Nhu. Chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa, dự án của các người có rủi ro, có thua lỗ,
chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Còn vấn đề an toàn mà anh nói, chẳng phải là chuyện của công ty các người sao? Dự án đó là do con trai bác cầu xin ông nội tôi cho. Trước đó, thiết bị an toàn đều là loại mới nhất. Tôi còn có cả hóa đơn mua hàng. Nhưng sau khi con trai bác tiếp quản, tất cả thiết bị đều biến thành thiết bị cũ kém chất lượng trong vòng vài tháng. Còn những thiết bị mới kia đi đâu rồi? Tôi đã tra được ghi chép giao dịch giữa bác cả và Cao Hoài, cũng như một số thông tin chuyển khoản. Muốn xem không? Muốn xem không? Anh, chỉ là... Sao mà người đàn ông trung niên còn đang may mắn lập tức tái mét, chân run rẩy, cúi đầu không dám nhìn Cố Nam, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Không xong rồi. Cả nhà bắt nạt mẹ con chúng tôi. Cố Nam, đồ vô lương tâm. Đây là cách nói chuyện với bác cả của mình sao? Bác cả cũng là con trai của nhà họ Cố. Cũng là con trai duy nhất của ông cả. Các người cho con bé phá gia chi tử này tiêu nhiều tiền như vậy. Sao không thấy các người giúp đỡ bác cả một chút? Tôi... Dầm, lúc bà lão nói Nhu Nhu là đứa con gái lỗ vốn, Cố Nam liền đứng phát dậy. Sắc mặt tối sầm, một cước đá bay chiếc ghế trước mặt bà lão. Anh nhìn bà lão đang ăn vạ với ánh mắt đầy hung dữ. Ni Ni, đồ con gái lỗ vốn. Ba thử nói Nhu Nhu thêm một câu nữa xem. Nhu Nhu nhà tôi là bảo bối của nhà họ Cố, bản thân bà cũng là phụ nữ, đã sống đến từng này tuổi rồi, miệng sao lại bẩn thỉu như vậy chứ? Tôi gọi bà là đồ con gái lỗ vốn bà có vui không? Á, đồ con gái lỗ vốn, mày cái đồ. Tôi khuyên bà nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Động vào một sợi tóc của mẹ tôi sẽ chặt đứt một ngón tay của bác cả đấy. Tao đã muốn nói từ lâu rồi. Đây là nhà tao. Đồ con gái lỗ vốn, mày muốn ăn vạ, cút về nhà mày đi. Bị chửi là đồ con gái lỗ vốn trước mặt mọi người, liên tục bị gọi là đồ con gái lỗ vốn. Bà lão vừa tức vừa sợ, suýt chút nữa ngất xỉu. Mẹ, bà nội, hu hu hu. Đưa bà ấy đến bệnh viện đi. Người đàn ông trung niên cũng sợ hãi, cùng với vợ mình, run rẩy, đưa mẹ mình đang hôn mê rời đi. Nhớ trả lại tiền của chồng tôi và con trai tôi đấy. Đúng rồi, tiền của chồng tôi luôn do tôi quản lý. Trả lại cho tôi. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ đang khiêng bà lão, Văn Yến loạn choạng, chạy càng nhanh hơn. Cả hai con gái không theo kịp cũng không phát hiện ra. Tại sao người anh trai như vậy lại không phải là của mình? Tại sao mình không phải là Nhu Nhu? Cố Huyền cắn chặt môi. Bên tai là tiếng khóc oa khó chịu của Cố Linh. Cô không những không dỗ dành, mà còn cảm thấy rất ghét bỏ. Yak, đưa bọn họ ra ngoài. Cố Huyền tiểu thư, mời đi. Than đen, con xem. Chim nhỏ cũng biết tự tắm rồi kìa. Con còn không chịu tắm nữa. Wow. Chào em. Tiểu mỹ nữ. Em tên là gì vậy? Em tên là Nhu Nhu. Đậu, Nhu Nhu. Chị đưa em đi lau khô người nhé. Vâng, cảm ơn. Đổ nước ấm vào. Chú chim thò chân vào thử nhiệt độ nước. Thấy được rồi, liền vỗ cánh bay vào. Thư thái lăn lộn trong nước. Than đen, con xem. Chim nhỏ cũng biết tự tắm rồi kìa. Con còn không chịu tắm nữa. Cảm ơn. Nhu Nhu không biết đây là giống chim gì, quyết định mang đi hỏi anh trai. Tay cầm một chú chim nhỏ tự bay vào nhà, phía sau theo hai cái đuôi. Nhu Nhu chạy lon ton đến phòng làm việc của Cố Nam. Anh trai. Hắt xì, mẹ kiếp, hắt xì. Nhu Nhu hơi ngơ ngác, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Sao lại bay mất rồi? Anh trai, con chim này biết nói chuyện. Nó là loài chim gì vậy? Vẹt màu cacatin, chắc là có người nuôi. Vậy chủ của nó có đang tìm nó không? Đậu, cậu có nhớ đường về nhà không? Tôi biết. Vậy cậu xuống trước đi. Đại ma vương, Nhu Nhu đại khái biết cậu ta đang nói ai. Hơi tức giận một chút. Anh trai cô ấy tốt như vậy, sao có thể là đại ma vương được? Con chim này cũng giống những đứa trẻ kia, không có mắt nhìn. Đừng để ý đến nó nữa, cô An đang dạy em sách giáo khoa tiểu học. Vâng. Đi lấy sách ra đây, anh dạy em. Cảm ơn anh trai. Nói lời cảm ơn một cách mềm mại, liền nhanh chóng chạy ra ngoài lấy sách giáo khoa. Anh, vẹt màu cacatin, đậu thấy vậy, cũng vỗ cánh muốn đuổi theo. Chỉ là tốc độ không nhanh bằng tay Cố Nam. Cửa sổ đột nhiên đóng lại, suýt chút nữa bị kẹp bẹp. Đại ma vương, cứu mạng, Nhu cứu mạng. Im miệng. Được rồi, đậu sợ hãi ngậm miệng lại. Nếu không, nó sợ mình sẽ biến thành một đĩa thức ăn ngay lập tức. Ở lại đây, có thể đi vệ sinh trong phòng làm việc hoặc phòng của Nhu. Nhổ lông của mày. Cố Nam mặt không cảm xúc đe dọa một con chim. Nếu Nam Phong và những người khác nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ làm rớt cầm bao nhiêu người. Cậu chủ Ái Phong lẫm liệt của họ lại đi đe dọa một con chim. Biết rồi.
Khi Nhu Nhu ôm sách đến, không phát hiện ra điều gì bất thường, Đậu Đậu cũng không dám mách Nhu Nhu trước mặt Đại Ma Vương. Cho dù có mách, Nhu Nhu chắc chắn cũng sẽ bênh vực anh trai mình. Sắp đến giờ cố ăn tan học, mưa trên trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nhưng Nhu Nhu vẫn muốn đi đón anh trai tan học. Nhu Nhu nhớ kỹ không được xuống xe, để anh trai đi đón anh cố ăn là được rồi, biết chưa? Vâng, Nhu Nhu biết rồi. Lúc lên xe, một bóng trắng vụt qua, cũng chui vào theo. Nhu Nhu vừa ngồi vững, một chú vẹt xinh đẹp đã đậu trên vai cô. Tiểu mỹ nữ, mang Đậu Đậu đi cùng nhé. Ở nhà có một con mèo đen luôn nhìn chằm chằm vào lông của nó suýt chút nữa dựng đứng lên. Nó sợ mình ngủ một giấc, lông của mình sẽ không còn. Anh trai, có thể mang Đậu Đậu đi cùng được không? Ừ. Anh đi đón cô An. Không được xuống xe. Anh trai chú ý an toàn nhé. Ừ. Trong lúc chờ đợi, Nhu Nhu nhìn ra ngoài. Mưa nhỏ hơn một chút, có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Xe của họ đậu ở nơi hơi vắng vẻ, bởi vì chỗ đậu xe phía trước đã kín chỗ. Nhu Nhu vừa nhìn, phát hiện ở góc tường trường học có một đám sinh vật nhỏ run rẩy. Cô gần như ngay lập tức mở cửa xe muốn xuống. Tài xế phía trước hoảng hốt. Nhu Nhu tiểu thư, không được xuống. Nhưng mà. Ở đó có mèo. Nhu Nhu tiểu thư, cô ngồi yên, tôi qua đó là được rồi. Không đến mấy phút, tài xế đã mang mấy con mèo quay lại. Chú ơi, chú đặt mèo con ở đây đi. Chiếc xe này bị sao vậy? Trong lúc chờ đợi, Nhu Nhu nhìn ra ngoài. Mưa nhỏ hơn lúc trước một chút, có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Xe của họ dừng ở nơi hơi hẻo lánh, vì chỗ đậu xe phía trước đều đã bị chiếm hết. Nhu Nhu vừa nhìn, liền phát hiện ở góc tường trường học có một đám nhỏ run rẩy. Cô gần như lập tức mở cửa xe muốn xuống. Tài xế phía trước lập tức hoảng sợ. Nhu Nhu tiểu thư, không được xuống. Nhưng ở đó có mèo. Nhu Nhu tiểu thư, cô ngồi yên, tôi qua đó là được rồi. Không đến mấy phút, tài xế đã bề mấy con mèo quay lại. Chú ơi, chú đặt mèo con ở đây đi ạ. Chiếc xe này làm sao vậy? Thân đá sau này phải hòa thuận với mẹ con mèo nhé. Sao? Vậy giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Tài xế run rẩy một chút, nhìn cố nam đang đứng ở cửa xe ông đen. Người thanh niên bình tĩnh lại không nhìn anh ta, mà nhìn Nhu Nhu. Thấy trên người cô vẫn khô ráo, hài lòng gật đầu. Xem ra em gái anh rất nghe lời. Cố An nhờ thân hình nhỏ nhắn, nhanh hơn cố nam một bước leo lên xe, ngồi cạnh Nhu Nhu. Mọi người vừa nãy đang nói gì vậy? Tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên. Cố An lúc này mới phát hiện ra mèo trong xe. Cậu anh lên một tiếng. Sao lại có mèo? Qua bên kia đi. Anh ơi mèo. Tỉnh táo lại đi. Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật, nói nhỏ nhẹ. Mèo mẹ bị ướt sũng không đẹp lắm, trông hơi gầy. Giấu hai đứa con dưới bụng run rẩy. Bây giờ đang mưa, mèo mẹ và mèo con dầm mưa. Thật đáng thương. Thì ra mèo bị ướt trông xấu xí như vậy. Không được sờ. Vâng à, Nhu Nhu biết rồi, không sờ đâu. Đến bệnh viện thú y trước. Nếu Nhu Nhu muốn nuôi, vậy nhất định phải tẩy giun cho mấy con mèo này và tiêm phòng cắt móng vuốt. Xe chạy thẳng đến bệnh viện thú y. Mèo mẹ và mèo con nhanh chóng được bác sĩ thú y đưa đi làm các hạng mục kiểm tra cần thiết. Ba người ngồi trên ghế sofa, cô An cầm điện thoại dạy Nhu Nhu chơi game. Ôi anh giỏi quá. Cái này có gì hay ho mà khen, dễ lắm. Vừa nói không có gì hay ho mà khen, vừa nỗ lực qua màn hơn. Cố Nam mặt không cảm xúc thầm nghĩ, mới không gặp nửa tháng, em trai sao càng ngày càng giả tạo vậy. Giỏi quá giỏi quá, giọng nói kỳ quặc vang lên từ Nhu Nhu. Cố An run tay, xích chút nữa ném điện thoại ra ngoài. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua, lúc này mới nhìn thấy một con vẹt nhỏ đang trốn trong mái tóc bồng bềnh của em gái. Đâu, chim từ đâu ra vậy? May quá may quá, may quá tôi còn tưởng giọng em gái bị làm sao. Thật đáng sợ. Nó tự bay đến nhà đấy. Tên là Đậu Đậu. Con biết nói chuyện. Gọi một tiếng cậu. Chủ để nghe thử xem. Gọi cậu chủ làm gì? Mày thật biết chạy trốn đấy. Mày dám chiếm tiện nghi của cậu chủ đây. Cố An hung giữ chừng mắt nhìn Đậu Đậu, vươn tay ra tóm lấy nó. Cứu mạng cứu mạng. Có người đánh cậu chủ kìa. Mày đứng lại đó. Cậu chủ không thèm. Cố An không bắt được Đậu Đậu, cuối cùng chửi rủa một hồi, quay lại dạy Nhu Nhu chơi game. Anh không so đo với Đậu Đậu. Được rồi, nể mặt em. Cậu chủ đây không so đo với một con chim. Đậu Đậu vỗ cánh bay xuống, vừa định nói gì đó liền bị Nhu Nhu bịt miệng lại. Không được bắt nạt anh trai. Khách hàng mèo của quý khách đã được tắm sạch sẽ, tẩy giun và cắt móng vuốt. Có cần tiêm phòng không ạ? Nhu Nhu lập tức bỏ game, chạy chân ngắn đến xem ba con mèo trong lồng. Sau khi tiêm phòng xong cho ba chú mèo con, họ liền về nhà.
Cố phu nhân nhìn thấy ba con mèo xinh đẹp này, vô cùng kinh ngạc. Mèo đẹp như vậy mua ở đâu thế? Là con nhìn thấy. Chúng đang dầm mưa ở gần trường của anh trai. Bác tài xế đã đi nhặt chúng về. Đẹp thật đấy. Nhu Nhu về phòng ngủ, liền giáo huấn Than Đá một trận. Than Đá sau này phải hòa thuận với mẹ con mèo nhé. Cố tiên sinh sau khi về nhà, đột nhiên nghe vợ nói, bà già đó lại đến nữa rồi. Sắc mặt lập tức âm trầm. Nhu Nhu không sao chứ? Không sao, đây là phản ứng đầu tiên của ông, vì trước đây nhà đó luôn tìm cách muốn nhận nuôi Cố Linh. Nghĩ cũng biết, bà già đó sẽ không thích Nhu Nhu. Cố phu nhân nghĩ đến, bà già đó gọi con gái mình là tiểu phí tiền kho, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Bà ta trọng nam khinh nữ thì thôi, dựa vào cái gì mà dám đến nhà chúng ta làm loạn, coi thường con gái tôi. Xem ra bọn họ sống quá thoải mái rồi. Cố phu nhân vừa nghe liền biết nhà đó sắp gặp xui xẻo. Cố phu nhân đoán không sai, Cố Linh mà gọi điện thoại cho trợ lý bảo anh ta ra lệnh thu hồi mấy dự án cũng chính là con trai tài. Bà già lúc đó, ông cụ vừa lúc đi ngang qua nghe thấy, trước đây ông sẽ nể tình xưa, bảo con trai ra tay nhẹ nhàng một chút, nhưng bây giờ ông trực tiếp làm ngơ, giả vờ như không nghe thấy, chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua. Ba về rồi. Nhìn thấy ba bưng sữa vào, Nhu Nhu nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến gọi ba ngoan ngoãn vô cùng. Nhu Nhu uống sữa nào, ăn thêm chút hoa quả nữa. Vâng ạ. À, cô An vừa nhìn thấy ba bưng sữa vào liền chê bai muốn chạy trốn, bị Cố tiên sinh vươn tay ra tóm lấy cổ áo cậu. Chạy đi đâu lại đây, uống sữa đi. Con không uống sữa là trẻ con mới uống. Con lớn rồi, không uống bây giờ con là người lớn rồi. Thêm 2 năm nữa con cũng không phải là đối thủ của ba. Ba nói cho con biết. Cố Linh mặc tức giận bật cười, khửu tay gặp lại, trực tiếp bệ Cố An lên, úp mặt xuống, tát vào mông cậu mấy cái. Thằng nhóc thối muốn tạo phản phải không? Bị đánh mông trước mặt em gái, Cố An cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Để cho mày biết ai là ba mày. Mày thật sự cho rằng tao không trị được mày sao? Ba đánh mông con? Sao ba có thể đánh mông con? Ba không biết mông của đàn ông con trai là không thể đánh sao? Ba con nói cho ba biết, ba đang chọc giận con đấy. Ba xong đời rồi con nói cho ba biết. Được rồi, con muốn thế nào? Con muốn mách mẹ. Sau khi được thả xuống ngoan ngoãn uống sữa, Cố An cố gắng nhặt lại mặt mũi trên đất. Mới không phải vì sợ uy nghiêm của ba mới ngoan ngoãn uống sữa đâu. Con chỉ muốn làm gương cho em gái thôi. Nhu Nhu chớp chớp mắt. Không cần gương em cũng ngoan ngoãn uống sữa mà. Cố An nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo của cô, mặt đỏ bừng, kiên quyết không thừa nhận. Con dù sao cũng đánh không lại ba nên mới ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn uống sữa. Đến giờ đi ngủ rồi. Tối nay Nhu Nhu ngủ với ba mẹ. Tại sao hôm qua anh trai ngủ với em gái? Hôm nay phải là con ngủ với em gái chứ. Ngủ với em gái? Cố Linh mặt nhèo mắt nhìn con trai. Thằng nhóc này 3 giây không đánh là lên tận nóc nhà giở ngói rồi. Ơ mẹ ơi, cứu con trai mẹ với. Ba đánh người kìa. Anh. Tối nay em nhất định phải ngủ với ba mẹ. Chú và anh trai biết chưa? Nhưng mà. Nhu Nhu đã hứa với anh trai rồi. Hôm nay sẽ ngủ với anh trai mà. Chính vì lý do này, cả buổi sáng, Cố An đều nhìn anh trai với vẻ mặt khó chịu. Thỉnh thoảng lại hừ một tiếng, nhưng lại không dám nói anh trai. Có chuyện thì nói, anh còn hỏi em. Rõ ràng hôm kia anh mới ôm em gái ngủ. Tối nay em muốn ôm em gái ngủ. Cho đến khi nào em đánh thắng anh? Anh đây là đang làm khó em đấy à? Vậy chẳng phải đợi đến khi anh 70-80 tuổi sao hừ? Anh trai tạm biệt. Chiều nay Nhu Nhu đến đón anh tan học nhé. Ngoan lắm. Ha ha con trai, như vậy mới đúng chứ. Trông trẻ trung, đừng có suốt ngày mặc vê xi đen. Trông con già đi mấy tuổi. Đi trên đường người ta đều nói mẹ là chị gái con. Biệt thự Nam Tỉnh, nhìn từ phía trước, không khác gì so với lần trước đến. Chỉ là đi đến sân sau mới phát hiện. Bãi cỏ trước đây đã bị lật lên, đất cũng đã được xới xong. Chỉ cần trồng những thứ cần trồng là được. Ông nội, chúng ta cứ theo như thế này mà hỏi. Cố Nam tớ đến cửa nhà cậu rồi. Ra mở cửa cho tớ đi. Sắp vào ra si lâu rồi không gặp. Có bất ngờ không? Có vui mừng không? Bất ngờ mẹ kiếp. Cậu thật sự là Cố Nam, không phải là em trai song sinh. Cố Bắc không đúng. Cho dù là Cố Bắc cũng sẽ không như vậy. Ái cha mẹ kiếp, thật sự là cậu sao? Anh bạn sao lại thành ra thế này? Ha ha ha, không được. Cậu đứng yên đó, để tớ chụp một tấm. Cơ hội chụp ảnh không thể bỏ lỡ. Cậu ta cầm điện thoại chĩa vào Cố Nam, chụp lia lịa mấy tấm. Cười đến chảy cả nước mắt. Tuy nhiên rất nhanh,
Thẩm Ngọc Cảnh liền không cười nổi nữa. Vì người anh em tốt này của cậu vậy mà lại bảo cậu bưng cây giống. Không phải nhà cậu phá sản rồi hay sao? Sao lại phải để người thừa kế ưu tú đời tiếp theo của Cố thị? Tự mình bưng cây giống đi trồng cây. Cố Nam cậu cầm thú. Cậu không phải người, tao đang mặc bộ VC trắng. Mấy triệu đấy, cậu đền cho tao. Giọng nói tức giận vang lên. Nhu Nhu đang xách thùng nhựa nhỏ định đi lấy hạt giống. Chân ngắn bước một cái liền chạy đến chỗ anh trai. Anh trai, Nhu Nhu còn nhớ anh không? Lúc này Nhu Nhu cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Sau đó giọng nói mềm mại vang lên, em nhớ ra rồi. Là bạn của anh trai. Con gọi chú là gì bây giờ? Chú là bạn từ nhỏ của anh trai em, lớn lên cùng nhau. Cũng là anh trai em, gọi là anh Tỉnh là được. Anh Tỉnh, đừng lãng phí thời gian, cậu ta đến giúp trồng cây. Tao câu này. Cảm ơn anh Tỉnh. Thôi coi như tao xui xẻo, ai mà ngờ được, bị thằng bạn thân hãm hại. Để cho cậu chủ đây chưa từng trồng hoa phải đi trồng cây. Cố Nam cậu được lắm. Hư ai chẳng thế. Tiểu Cảnh đến rồi à? Sao lại phải để cậu đến giúp thế này? Tôi cũng bị con trai cô hại đấy. Ông cụ đào hố một lúc, liền bị Nhu Nhu kéo ra bên cạnh ngồi nghỉ. Cô bé siêng năng vô cùng, chạy tới chạy lùi rót trà cho ông, con còn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt dễ tiêu và trái cây. Ông nội ngoan ngoãn ngồi xem chúng con trồng cây là được rồi ạ. Được rồi ông già này, sẽ không gây thêm phiền phức nữa. Trồng mấy cây đào xuống, sau đó lại trồng thêm một ít rau, hạt giống sau đó thời gian cũng. Cố Nam thở hổn hển. Dù sao cũng là việc nặng nhọc, vẫn hơi mệt. Đây vẫn là kết quả của việc cậu chưa bao giờ bỏ tập luyện. Thẩm Ngọc Cảnh đã mệt như chó chết, ngồi cùng ông cụ. Hoa đào rất đẹp. Chờ đến năm sau hoa đào nở, Nhu Nhu sẽ dùng miếng gỗ viết. Ba mẹ có anh trai, đều khỏe mạnh, tự treo lên. Ông nội nói cây đào có thể trừ tà. Như vậy mọi người đều khỏe mạnh ạ. Đến lúc kết trái còn có thể ăn đào nữa. Đào mà Vương Ấm trước đây trồng ngon lắm. Sư phụ nói mắng người thì được, nhưng tuyệt đối không được mắng người trong đơn vị, xin lỗi. Tiếp theo Nhu Nhu và ba đến công ty, nhưng vì đói bụng nên tự chạy mất. Ô, sao em lại vào đây? Ấy cha bấm đốt ngón tay tính toán. Chú là anh hai của Nhu Nhu. Cố Bác lạnh mặt. Tuy nhiên cô bé bên cạnh không hề sợ hãi, ngược lại còn bám lấy quần anh muốn leo lên. Anh không có em gái xuống đi. Vậy anh cả phải làm sao mới tin tưởng Nhu Nhu? Cô bé có chút tủi thân, đôi mắt to ngấn lệ, như thể sắp khóc đến nơi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên âm báo. Anh mở ra xem, nhìn thấy lại là thông báo tìm trẻ lạc. Kết quả nhìn kỹ, vậy mà lại là do bà anh đang qua đây. Nhu Nhu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Ngẩng đầu nhìn Cố Bác đáng thương. Bảo bối có thể quay lại là tốt rồi, anh cả đừng khóc. Nhu Nhu ở đây. May mà lúc này điện thoại của Cố Bác vang lên, phá vỡ bầu không khí này. Cố Bác nhìn thấy người gọi đến, chỉnh đốn lại cảm xúc. Nghe điện thoại. Anh em gái đang ở văn phòng con. Đến trưa con đưa con bé đến chỗ ba. Được cùng ăn cơm. Thích anh hai như vậy sao? Thích Nhu Nhu. Thích anh hai nhất. Cố Bác ôm Nhu Nhu nói chuyện một hồi lâu, vẻ mặt càng lúc càng dịu dàng. Lúc thư ký vào đưa tài liệu, ngạc nhiên nhìn hai người. Đây là em gái tôi giám đốc. Thư ký như nhìn thấy mà không kịp suy nghĩ nhiều, run rẩy đặt tài liệu lên bàn làm việc, liền rời đi. Chuyện có một đứa trẻ đến công ty, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp ngõ ngách lớn nhỏ trong công ty. Không biết qua bao lâu, thư ký lại gõ cửa. Giám đốc hôm nay ngài muốn đặt đồ ăn ở đâu ạ? Hôm nay tôi ăn cơm ở nhà ăn công ty, anh hai đưa em đến nhà ăn cơm. Nói xong liền định đẩy xe lăn ra khỏi văn phòng. Anh hai anh là người lớn rồi, phải học cách tự đi bộ. Nghe em gái nói, trong lòng Cố Bác nhói đau, vội vàng cúi đầu. Từ sau vụ tai nạn xe hơi rơi xuống vách núi 3 năm trước, mạng thì giữ được, nhưng hai chân lại tàn phế hoàn toàn. Anh hai bị bệnh sao? Vậy Nhu Nhu thổi thổi cho anh hai là khỏi thôi. Lúc cục bong nhỏ bĩu môi thổi khí, vô tình nhổ nước bọt vào ống quần Cố Bác. Nhu Nhu làm chuyện xấu, lúng túng dùng tay áo lau nước bọt của mình. Kết quả lau xong vết bẩn càng rõ ràng hơn. Thế là lúng túng chạy ra sau xe lăn, định đẩy xe lăn cho anh trai. Cuối cùng phát hiện mình với không tới tay cầm xe lăn. Cuối cùng chỉ có thể quay lại, hai tay chắp sau lưng. Biểu cảm vô cùng phong phú. Cảm xúc mà Cố Bác vừa mới dâng lên, bị em gái quấy dây, lập tức tan biến. Chỉ là không biết có phải ảo giác của anh hay không. Hai chân vốn không còn cảm giác của anh, vậy mà lại có một chút cảm giác ẩm nóng.
chỉ là cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Nhiều năm như vậy sao có thể khỏi được? Là mình suy nghĩ nhiều rồi. Đưa Nhu Nhu đến nhà ăn công ty, để Nhu Nhu gọi mấy món mình thích. Dạo này sức khỏe thế nào? Dạo này đang điều dưỡng xem. Nhìn thấy hai người cứ bàn chuyện công việc, Nhu Nhu ngoan ngoãn nói ba ba Nhu Nhu đi dạo một vòng trong nhà ăn được không ạ? 20 phút sau còn quay lại được không? Ừ. Đây chẳng phải là con gái của chủ tịch sao? Sao lại chạy đến nhà ăn thế này? Trời ơi, sao con bé này lại xinh đẹp như vậy? Hức, chủ tịch lừa tôi sinh con. Đừng mơ tưởng nữa, con nít kiểu này mãi mãi là con nhà người ta. Chỉ là tớ cảm thấy, con gái nhà chủ tịch tớ đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác quen thuộc quá. Chị gái chị cũng rất xinh đẹp. Con gái chị sinh ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Chị gái tiểu nhân đa đoan. Nhỏ như vậy đã biết làm trà xanh, không biết giống ai. Chị gái họa từ miệng mà ra. Nhu Nhu định tránh người phụ nữ kia đi dạo chỗ khác. Kết quả vừa đi đến bên cạnh người phụ nữ kia liền duỗi chân ra. Nhu Nhu đi không chậm, nếu sơ ý một chút chắc chắn sẽ đụng phải. Phía trước toàn là ghế và bàn, nếu va vào đó, hậu quả khó mà lường được. Người phụ nữ chỉ nghe thấy mu bàn chân mình liên tiếp vang lên tiếng răng rắc cạy xương, đau đến mức khóc toáng lên. Mẹ kiếp, mày cố ý đúng không? Sư phụ nói mắng người thì được, nhưng tuyệt đối không được mắng người trong đơn vị, xin lỗi. Cô còn nói không phải cố ý, chân tôi bị cô dẫm gãy rồi. Tôi muốn gặp chủ tịch, xem con nhỏ phá gia chi tử này rốt cuộc là thứ gì. Tôi ngược lại muốn xem cô là thứ gì. Không biết cho dù đây là con gái ông cũng không thể bênh vực con bé như vậy chứ. Ông xem nó dẫm gãy xương chân tôi rồi kìa. Cô nói bậy, xương chân cô rõ ràng là bị xe cán gãy khi ra ngoài. Cô vu khống trẻ con. Tôi lần đầu tiên thấy Lý Mộng Nhã bị người ta cãi lại. Bình thường ra vẻ ta đây quen rồi, không ngờ thật sự coi mình là bà chủ công ty. Con gái nhà chủ tịch ghê thật, câu gì cũng dám nói. Chắc Lý Mộng Nhã sắp bị tức chết rồi. Tức chết cũng đáng, ai bảo cô ta duỗi chân dài như vậy. Phó giám đốc Lý cố ý gây khó dễ cho Nhung Nhung. Cố Bác ra tay, trực tiếp đưa Lý Mộng Nhã vào đồn cảnh sát. Chân gì dài thế cơ à, ăn cơm mà duỗi chân xa vậy. Biết thì còn tưởng gì không ai dạy. Không biết thì còn tưởng gì cố ý muốn vấp ngã Nhu Nhu đấy. Theo quy tắc, dì nên xin lỗi cháu trước, sau đó cháu sẽ cân nhắc có nên tha thứ cho dì hay không. Tất nhiên là cháu không định tha thứ cho dì rồi. Sao cháu lại bất lịch sự như vậy? Là cháu dẫm gãy xương tôi, muốn xin lỗi cũng phải là cháu xin lỗi. Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Là dì duỗi chân ra muốn vấp ngã cháu. Lý Mộng Nhã không ngờ cố Nhu Nhu lại hỗn láo như vậy, nhất thời cứng họng. Chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn cố ba ba. Con gái tôi có nói dối không? Lý Mộng Nhã vừa định mở miệng phủ nhận, kết quả nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cố ba ba, liền sợ hãi. Trước tiên đưa giám đốc Lý đến bệnh viện, lát nữa thông báo cho Tiểu Vương điều tra camera giám sát. Ban đầu nghe nói sẽ được đưa đến bệnh viện, Lý Mộng Nhã còn may mắn một lúc, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cô ta chết tâm. Đến văn phòng ba ba chơi có được không? Không, con muốn ở cùng anh hai. Nhu Nhu và dì kia xảy ra mâu thuẫn thế nào? Không có mâu thuẫn à? Là Nhu Nhu đơn phương bắt nạt gì ta đấy. Dì xấu xa nói xấu Nhu Nhu không chịu nhận, còn muốn vấp ngã Nhu Nhu, thế là còn dẫm lên chân dì ta. Sau này có ai bắt nạt Nhu Nhu phải báo cho anh ngay lập tức, anh sẽ giúp em đánh hắn. Anh cả, em làm vậy có quá đáng không? Có gây phiền phức cho anh và ba ba không? Chuyện hôm nay không phải lỗi của Nhu Nhu, anh hai nhất định sẽ cho Nhu Nhu một lời giải thích. Nhưng mà sau này Nhu Nhu không được tùy tiện bắt nạt người khác, biết chưa? Mê mơ, em chỉ bắt nạt người xấu thôi. Người tốt em không bắt nạt đâu. Camera giám sát lấy ra chưa? Thư ký ư một tiếng, lấy ra một chiếc máy tính bảng từ phía sau. Trong video vừa vặn đang chiếu cảnh Lý Mộng Nhã dưới chân vấp ngã uyển uyển. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng giảm xuống vài độ. Tình hình Lý Mộng Nhã hiện giờ thế nào? Lý Mộng Nhã đã chụp phim, bác sĩ nói mu bàn chân không sao. Chỉ là gì? Chỉ là Lý Mộng Nhã ở bệnh viện cứ kêu đau, nói mình nghe thấy tiếng xương gãy, nói bác sĩ và tập đoàn Cố Thị coi thường mạng người. Cô ta nói muốn báo cảnh sát. Ừ, để cô ta báo cảnh sát, cung cấp camera giám sát cho cảnh sát. Nói với Lý Mộng Nhã, nếu không xin lỗi, nhà cô chúng tôi sẽ theo đến cùng. Anh, thư ký run sợ trong lòng, anh ta biết Lý Mộng Nhã coi như xong đời rồi. Chọc ai không chọc, lại chọc nhà họ Cố. Trong bệnh viện, Lý Mộng Nhã nằm trên giường bệnh, đau đến kêu trời kêu đất. Thực ra cô ta đến bệnh viện không lâu thì chân đã hết đau, thậm chí còn có thể xuống đất đi hai bước. Chỉ là nghĩ đến việc trước đó mình đã mất mặt nên không muốn quay lại công ty, cứ thế nằm lì ở bệnh viện. Cô ơi, đây là báo cáo kiểm tra của cô. Báo cáo cho thấy cơ thể cô và chỗ bị thương của cô
Không có vấn đề gì, không cần nằm viện điều trị. Bệnh viện các người có được không vậy? Chân tôi trước đó rất đau. Tôi nói muốn nằm viện là phải nằm viện. Vậy bây giờ chân cô còn đau không? Không đau, cô có thể làm thủ tục xuất viện được không? Bệnh viện chúng tôi không được. Vậy cô có thể đổi bệnh viện khác để kiểm tra. Trước đó chẳng phải cô còn la nói bệnh viện chúng tôi và tập đoàn Cố Thị cấu kết với nhau sao? Tôi muốn khiếu nại anh. Tùy cô. Chào cô Lý. Tôi là trưởng nhóm thư ký của tập đoàn Cố Thị. Đây là đơn kiện và giấy triệu tập của sếp dành cho cô. Nếu có vấn đề gì, chúng ta gặp nhau ở tòa án tháng sau. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, chủ tịch chúng tôi nghe nói cô có ý kiến rất lớn về chuyện hôm nay. Vì vậy chúng tôi đã giúp cô báo cảnh sát. Cô có gì ở mức có thể nói với cảnh sát? Tin rằng họ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. Tạm biệt. Chờ cửa phòng bệnh đóng sầm lại, Lý Mộng Nhã giật mình tỉnh táo lại. Sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt với vẻ mặt không thể tin được. Đúng lúc này, tin nhắn của cô ta vang lên. Lý Mộng Nhã theo bản năng mở ra xem. Chúng tôi nhận được báo cáo của anh Cố Bắc, nói cô có hành xáo vu khống và cố ý gây thương tích. Mời cô đi theo chúng tôi. Tôi không có, là con nhóc chết tiệt kia. Tôi chỉ nói nó một câu, nó liền dẫm lên chân tôi, bây giờ chân tôi bị thương. Nạn nhân là tôi mới đúng. Đây là camera giám sát do anh Cố Bắc cung cấp. Lý Mộng Nhã trợn tròn mắt, nhất thời không nói nên lời. Chỉ có thể bị cảnh sát áp giải đến đồn cảnh sát. Anh cả, tối nay về nhà cùng nhau được không? Anh cả hôm nay bận. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có cuộc họp. Vậy ngày kia về cùng nhau được không? Ngày kia anh cả phải đi công tác. Nhu Nhu càng lúc càng thất vọng, cuối cùng cũng hiểu ra anh cả đâu phải bận. Rõ ràng là không muốn ăn cơm cùng cậu. Nhu Nhu càng nghĩ càng tủi thân, vùng vẫy xuống khỏi chân Cố Bắc. Đi được vài bước, ngồi phịch xuống tấm nệm mềm. Cục bột nhỏ xíu xiêu lúc này đang quay mông về phía anh. Cố Bắc dỗ dành mãi cũng không thấy cục bột mở miệng, ánh mắt càng thêm bất lực. Được rồi, anh cả sẽ về ăn cơm cùng Nhu Nhu. Thật không? Thật. Anh cả là tốt nhất. Nhu Nhu nhanh chóng chạy đi nói chuyện này cho ba. Ba có chút bất ngờ, vội vàng gọi điện cho ông nội. Ba, mẹ con Thanh Ngọc tối nay có về không? Đúng vậy, hôm nay vừa đúng cuối tháng, sao thế? Ba sắp xếp cho họ ở ngoài một đêm. Hôm nay Tiểu Bắc muốn về nhà ăn cơm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sao thế? Hai mẹ con họ đã về nhà được một lúc rồi. Ông cảm thấy đau đầu. Ông biết, bữa cơm tối nay của mình chắc chắn sẽ không yên bình rồi. Ba ba, Thanh Thanh là ai? Thanh Thanh là cháu gái của ba. Con gái của anh ba con, Cố Yến Thanh. Ông đành phải giải thích cho Nhu Nhu nghe. Mối quan hệ trong nhà, tên đầy đủ của Thanh Thanh là Cố Hữu Thanh, là con của anh ba con. Vậy tại sao Cố Hữu Thanh ở nhà? Thì anh cả con không thể về nhà sao, quá đáng. Cố Kế Châu che mặt. Ông đã hiểu. Mình nói nhiều như vậy, Nhu Nhu một chữ cũng không hiểu. Nhu Nhu, anh cả con và Thanh Thanh có mâu thuẫn rất sâu. Anh cả con nhìn thấy Thanh Thanh và mẹ nó, chắc chắn sẽ không vui. Lúc đó con giúp ba dỗ dành anh trai nhé. Vậy sao không để dì và họ ra ngoài? Họ cũng là người nhà của chúng ta đúng không? Nhu Nhu được dỗ dành gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tan sở, ba người trở về nhà họ Cố. Sao ông giờ mới về? Hữu Thanh nhớ ông lắm. Bên ngoài lạnh, vào trong trước đi. Ông ơi, ông bế cháu. Cố Kế Châu cúi đầu, nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Hữu Thanh. Do dự một chút, từ chối Cố Hữu Thanh, lúc này mới chú ý tới. Trên tay Cố Kế Châu còn đang bế một. Vậy cháu đẩy xe lăn giúp bác cả nhé. Không cần, tránh xa ta ra. Đã về thì nghỉ ngơi một lát đi. Ừ. Nhu Nhu, nghe nói cô đã về. Mẹ và chị đã chuẩn bị một món quà cho em. Cố Hữu Thanh mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng mờ. Ở giữa có 18 viên ngọc trai trắng được sâu lại với nhau, trông rất tinh xảo. Cũng được, cảm ơn. Bảo bối sao không chơi với Cố Hữu Thanh? Em thấy anh cả cần Nhu Nhu ở bên cạnh. Chỗ bị Nhu Nhu xoa trên đùi Cố Bắc có chút ngứa gian. Anh khẽ run lên, tưởng là mình ảo giác. Hai ngày nay hai chân anh thỉnh thoảng có cảm giác. Chỉ là thời gian rất ngắn, chưa kịp để anh phản ứng lại, cảm giác đó đã biến mất. Nhưng lần này thì khác. Chỗ cục bột nhỏ xoa, anh có thể cảm nhận được từng cơn tê dại, thậm chí còn kéo dài. Anh cả, chân tê rồi. Xoa cho anh cả đi. Vâng. Thế là Nhu Nhu liền chu cái mông nhỏ của mình, xoa chân cho Cố Bắc. Xoa xong đùi lại xoa bắp chân, xoa đến nỗi bản thân cũng mệt, không nhúc nhích nổi. Anh cả có đỡ hơn chút nào không? Cảm giác tê dại, rút đi sau, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu.
Cố Bác tâm trạng rất tốt, nhớ đến món quà Cố Hữu Thanh tặng hôm nay, liền lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ đen. Nhu Nhu muốn mua gì thì mua, dùng thế nào ạ? Vậy ngày mai Nhu Nhu đến công ty, anh cả sẽ tặng em một bất ngờ. Cảm ơn anh cả. Bữa tối, ông nội nhìn Cố Hữu Thanh trên bàn ăn, thở dài, dặn dò người giúp việc bên cạnh, gọi bà chủ xuống ăn cơm đi. Người giúp việc gật đầu, không lâu sau liền xuống một người phụ nữ. Thanh Ngọc sợ Hữu Thanh. Mẹ không phải đã nói với con tối nay đừng xuống lầu sao? Mẹ, con là để chuẩn bị quà cho em gái. Mẹ xem, em gái rất thích món quà chúng ta tặng đấy. Nghe vậy, sắc mặt Tần Liễu Ngọc mới dịu xuống. Lại dạy dỗ qua loa vài câu. Dì mua vòng tay ở đâu vậy ạ? Em gái, em phải gọi chị là mẹ. Chị dâu, vậy sao chị lại gọi em là em gái? Dì Tần à? Dì đã kết hôn với anh ba anh chưa? Tần Liễu Ngọc vừa nhìn thấy Nhu Nhu, đã không thích cô bé này. Nhà họ Cố đời đời đều là con trai, có con gái đều là chuyện của mấy đời trước rồi. Vất vả lắm, con gái bà mới trở thành cô gái duy nhất của nhà họ Cố, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa. Bây giờ dì và anh ba con vẫn chưa thể kết hôn. Sư phụ dì nói rồi, lúc kết hôn phải có giấy đăng ký kết hôn. Dì à, không có giấy đăng ký kết hôn thì không thể coi là vợ của anh ba con. Nhu Nhu không được vô lễ với dì. Dì Tần, xin lỗi dì. Tần Liễu Ngọc nhịn không được, định mở miệng, nhưng lại bị Cố Hữu Thanh ngăn lại. Cố Hữu Thanh lắc đầu với bà, ở nơi mọi người không nhìn thấy, ra sức nháy mắt với Tần Liễu Ngọc. Nhu Nhu nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Dì Tần, Cố Hữu Thanh. Mắt hai người không sao chứ? Đây. Dì Tần, dì mua vòng tay ở đâu vậy? Dì vẫn chưa nói cho Nhu Nhu biết mà. Đây là năm ngoái dì đưa Hữu Thanh đi thi đấu ở nước ngoài. Thấy đẹp nên mua. Dì thấy cũng được, nên muốn tặng cho cháu. Nước ngoài nào ạ? Đi nhiều nước quá, dì nhất thời quên mất. Thực ra đây là Cố Hữu Thanh mua ở chợ đồ cổ, với giá 20 tệ. Hóa ra dì quên mất rồi. Cháu còn định mua thêm 2 chiếc, tặng cho dì và Cố Hữu Thanh nữa đấy. Đừng nói nữa, ăn cơm ăn cơm. Anh cả, đây là bùa bình an Nhu Nhu tặng anh nè. Cố Bác biết Nhu Nhu sống cùng đạo sĩ, vì vậy không do dự nhiều, liền nhận lấy. Đây là bùa sức khỏe, anh cả đeo lên người, không bao lâu nữa sẽ có thể xuống đất chơi với Nhu Nhu. Hôm nay Nhu Nhu đã xoa bóp chân cho anh cả. Anh cả có cảm thấy đỡ hơn nhiều không? Chỉ vài câu nói, trong mắt Cố Bác, hóa ra tất cả những điều này thực sự là công lao của em gái mình. Nhu Nhu thực sự là ngôi sao may mắn của anh cả. Từ khi Nhu Nhu trở về, tâm trạng của Cố Bác đã tốt lên trông thấy. Và chân anh cũng dần dần có cảm giác. Đây không phải là ngôi sao may mắn thì là gì? Anh cả, Cố Hữu Thanh đã làm gì khiến anh cả không vui vậy? Nghe vậy, sắc mặt Cố Bác thay đổi. Nhu Nhu hỏi điều này làm gì? Cố Hữu Thanh có phải đã làm điều gì xấu với anh cả, nên anh cả mới ghét cậu ta và dì Tần? Trẻ con tuy không hiểu chuyện, nhưng cũng đoán đúng một nửa. Nhu Nhu luôn nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên khuôn mặt Cố Bác, thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai. Anh cả yên tâm, Nhu Nhu sẽ đứng về phía anh. Anh không thích Cố Hữu Thanh, Nhu Nhu cũng không thích cậu ta. Nhu Nhu, cảm ơn em. 2 năm rưỡi trước, anh cả đi công tác ở nơi khác, xe mới đi được nửa đường, đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Và tài xế của anh cả phát hiện ra, phanh và vô lăng đồng thời gặp sự cố. Cuối cùng xe rơi xuống vực. Ban đầu anh cứ nghĩ là tai nạn, cho đến một ngày nọ, anh vô tình tìm thấy trong bàn học của Cố Hữu Thanh vài bộ phận linh kiện xe hơi. Sau khi so sánh, linh kiện chính là những thứ bị mất trên xe của anh. Tiếp theo đó lại tìm thấy không ít manh mối. Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Cố Hữu Thanh. Anh giao bằng chứng cho cảnh sát, cuối cùng lại vì bằng chứng không đủ mà không thể kết án. Dù sao cũng không ai tin Cố Hữu Thanh khi đó 14 tuổi lại có thể động tay động chân trên xe. Lúc đó không ít người nói anh suy diễn lung tung. Dù sao thì chút bằng chứng đó căn bản không giống bằng chứng. Ngay cả ông nội và ba anh cũng không tin lắm. Anh cả, Nhu Nhu tin anh. Vòng cổ mà mẹ con Tần Liễu Ngọc tặng cho Nhu Nhu lại là đồ hại người. Sau khi bị Cố Ba Ba biết được, đã đuổi hai người ra khỏi nhà. Tiếp nối tập trước, ngày hôm sau, Nhu Nhu dậy rất sớm. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Cố Hữu Thanh đi ra ngoài. Đồ nhà quê, quả nhiên là đồ nhà quê. Vô lễ như vậy. Em gái, em định đi đâu? Cố Hữu Thanh lớn hơn Nhu Nhu 3 tuổi, cao hơn Nhu Nhu rất nhiều. Cậu ta vừa đưa tay ra, liền nắm lấy cổ tay Nhu Nhu. Thả em gái ra. Có phải hôm qua chị đã làm gì sai khiến em giận? Em đã nói thả ra rồi. Không thả ra em sẽ đánh chị gái. Nghe giọng điệu giả tạo này,
Nhu Nhu nghiêng đầu nhìn đối phương như nhìn hề. Đừng giả vờ nữa. Chiều này chị chơi chán rồi. Cố Hữu Thanh như nghe thấy điều gì không thể tin được. Nhất thời ngây người. Bị hất tay ra, Cố Hữu Thanh hơi tức giận. Kết quả nhìn thấy trên tay Nhu Nhu lại đeo chiếc vòng tay cậu tặng hôm qua. Trên mặt lập tức tràn đầy ý cười. Động tĩnh của hai người nhanh chóng thu hút người lớn trong nhà ra ngoài. Tần Liễu Ngọc ở gần nhất. Đi ra đầu tiên, liền nhìn thấy đứa khiến bà mất mặt tối qua. Nhu Nhu, bình thường Hữu Thanh không có bạn bè. Chỉ muốn chơi với cháu. Cháu không được đối xử với Hữu Thanh như vậy, biết chưa? Nhu Nhu không biết à? Hôm qua Hữu Thanh còn tặng cháu vòng cổ đúng không? Đây là Hữu Thanh đặc biệt chọn cho cháu đấy. Hơn nữa cháu cũng rất thích, đúng không? Vì là Cố Hữu Thanh vất vả là mới chọn được. Vậy cháu không cần nữa. Sao đứa trẻ này lại không theo lẽ thường vậy? Không cần là sao? Cháu không nhận, Hữu Thanh sẽ buồn đấy. Hơn nữa cháu vừa từ quê lên. Sau này chắc chắn phải làm quen với rất nhiều bạn nhỏ. Nếu cháu chọc Hữu Thanh không vui, sau này sẽ không ai chơi với cháu nữa đâu. Tần Liễu Ngọc còn chưa phát hiện ra. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà đã ra khỏi phòng. Nếu biết, chắc chắn bà ta không dám nói câu này. Người nhà họ Cố ra ngoài cần phải xem sắc mặt ai à? Cho dù Nhu Nhu không có bạn chơi thì sao? Mấy anh trai nó không phải là người à? Sự xuất hiện của Cố Kế Châu khiến Tần Liễu Ngọc sợ chết khiếp. Theo bản năng nhìn về phía con gái mình. Ông nội, đừng trách mẹ. Là vừa nãy cháu chọc Nhu Nhu giận. Mẹ chỉ muốn nói đùa với em ấy thôi. Không có ác ý gì khác. Đủ rồi. Cố Kế Châu không hề mềm lòng vì Cố Hữu Thanh. Tần Liễu Ngọc, cô cũng là người lớn rồi. Chuyện hôm nay, tôi coi như nể mặt cô đã chăm sóc lão Tam. Nên không so đo với cô, nhưng lần sau để tôi thấy cô nói những lời này với Nhu Nhu nữa. Đừng trách tôi không khách sáo. Tần Liễu Ngọc nào dám cãi lại, liền gật đầu nhận lỗi. Thái độ rất thành khẩn. Ông nội, ông có thể để Nhu Nhu nhận quà của cháu và mẹ được không? Qua, ông không thể nhận thay cháu được. Nhu Nhu có muốn nhận hay không? Phải xem ý của con bé. Nhu Nhu, vòng tay Hữu Thanh tặng con còn muốn nhận không? Con không cần vòng tay làm bằng xương người chết. Mọi người đều kinh ngạc. Ba người đàn ông còn lại nghe vậy. Sắc mặt nhanh chóng âm trầm. Sao Nhu Nhu lại nói vòng tay được làm bằng xương người chết? Con dùng hai con mắt nhìn ra đây. Cố Bắc không chút do dự. Rất tin tưởng lời nói của Nhu Nhu. Anh định lấy vòng tay lại, nhưng bị Nhu Nhu ngăn lại. Anh cả không được chạm vào đâu. 18 viên ngọc trai này. Bên trong mỗi viên đều cất giấu cho cốt của 18 tên ác nhân. Còn 4 viên ngọc trai trắng được hàm ở giữa. Là được làm từ sọ của cao tăng Tây Vực. Nếu không tin, Nhu Nhu có thể tìm sư phụ chuyên nghiệp đến xem thử. Cố Kế Châu thấy Nhu Nhu nói đâu ra đấy. Trong lòng cũng tin vài phần. Liền gọi quản gia đến. Bảo ông ta đưa vòng tay đến chỗ người am hiểu. Tần Liễu Ngọc, cô lấy chuỗi hạt này ở đâu ra? Tần Liễu Ngọc không ngờ chuỗi hạt con gái mình tiện tay mua lại được làm bằng sọ người chết. Lúc này đã sợ đến mức không nói nên lời. Nói hay không? Nói, tôi không biết chuyện này là thế nào. Đây thực sự là thứ tôi và Hữu Thanh mua ở nước ngoài mấy tháng trước. Cô nói dối, chuỗi hạt này vốn nên ở trong lăng mộ hoàng đế. Căn bản không thể nào bị tuồn ra nước ngoài. Nói, hôm nay cô thu dọn hành lý rời đi. Tại sao? Hai mẹ con cô vốn là được người bạn của tôi nhờ vả, nên mới được nhà họ Cố cưu mang. Bây giờ lão Tam hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Cố chúng tôi có thể nuôi hai mẹ con cô. Nhưng chuyện kết hôn đừng nghĩ đến nữa. Còn Cố Hữu Thanh thì đổi họ lại đi. Ông nội vừa lên tiếng, Tần Liễu Ngọc lập tức ngã quỵ xuống đất. Hành lý của hai mẹ con Tần Liễu Ngọc và Cố Hữu Thanh tối hôm đó đã bị người giúp việc thu dọn mang đi. Tuy Cố Kế Châu không vì chuyện này mà trách Cố Hữu Thanh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có khúc mắc. Hữu Thanh, mẹ phải làm sao bây giờ? Mẹ thấy mẹ còn đấu không lại một con bé 3 tuổi từ nông thôn lên sao? Ây da, sao lại ngã rồi? Từ khi Tần Liễu Ngọc đi, Cố Bắc liền chuyển về biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Nhu Nhu vừa mới thức dậy, liền phát hiện bên cạnh mình có thêm một thứ. Cô bé mở ra xem, phát hiện vậy mà là một chiếc điện thoại. Anh cả, đây là món quà bất ngờ anh tặng Nhu Nhu sao? Nhu Nhu thích chứ? Thích ạ. Nhu Nhu ôm chiếc điện thoại to hơn cả hai tay mình, nhưng ngón tay mũm mĩm, chọc chọc hai cái lên màn hình. Nhu Nhu dường như đã học được, thế là gọi điện cho ông bố già ở phòng bên cạnh. 30 giây sau điện thoại bị ông bố già lạnh lùng cúp máy. Hu hu anh cả, bà cúp máy của em. Đáng ghét vô tình. Cục bột nhỏ càng nói càng tủi thân, cuối cùng trực tiếp chạy xuống giường, cả giày cũng không kịp đi. Cố Kế Châu vốn dĩ vì một cuộc điện thoại lạ đột ngột làm phiền giấc ngủ, tâm trạng đang bực bội. Kết quả vừa xuống giường, liền nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng gõ cửa ầm ầm, còn kèm theo tiếng khóc hu hu của cô bé. Bảo bối làm sao thế?
có phải ai bắt nạt con không? Cục bột nhỏ gật gật đầu, nhưng lúc này lại không khóc nữa. Là ai bắt nạt bảo bối của chúng ta vậy? Ba giúp con xả giận. Nếu ba không thể giúp Nhu Nhu xả giận thì sao? Vậy thì để ông nội con đến. Vậy rốt cuộc là ai đã bắt nạt Nhu Nhu của chúng ta? Nghe vậy Nhu Nhu, đôi mắt to đen trắng nhìn chằm chằm Cố Kế Châu. Trong lòng Cố Kế Châu đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chính là ba đã bắt nạt Nhu Nhu. Ba sai rồi. Nhu Nhu tha lỗi cho ba được không? Ba biết mình sai ở đâu không? Ba sai ở mọi nơi. Không nên chọc Nhu Nhu giận như vậy. Nhu Nhu cho ba một cơ hội sửa lỗi được không? Cái đầu nhỏ của Nhu Nhu luôn cảm thấy trong lời nói của ba có gì đó không đúng. Nhưng nhìn thấy ông bố già của mình xin lỗi chân thành như vậy, vẫn gật đầu. Con tha lỗi cho ba rồi. Vậy sau này Nhu Nhu gọi điện cho ba nhất định phải nghe mày nhé. Nếu không sau này lại chọc Nhu Nhu giận ba, ba sẽ không dỗ được đâu. Cố Kế Châu sững người, lúc này mới chú ý tới chiếc điện thoại Nhu Nhu đang ôm trong tay. Tiếp đó liền liên tưởng đến cuộc điện thoại sáng nay. Lập tức hiểu ra, trên bàn ăn vốn dĩ mọi người đều đang yên lặng ăn cơm. Đột nhiên Cố Bác đặt đũa xuống. À, mấy ngày nay chân của con bắt đầu có cảm giác rồi. Hôm nay con muốn xin nghỉ phép đi bệnh viện kiểm tra. Ông cụ Cố đầu tiên đỏ hoe mắt. Đặc biệt là Cố Kế Châu, tay cầm đũa cũng run run. Được rồi, lát nữa dẫn theo vài vệ sĩ đến bệnh viện. Con dẫn theo thư ký và Nhu Nhu là được rồi. Không được, nơi như bệnh viện sao có thể dẫn theo trẻ con. Nhu Nhu vẫn là ở nhà với ông nhé, mê mơ mê mơ. Bệnh viện đông người, lỡ làm mất Nhu Nhu nhà chúng ta thì phải làm sao? Nhu Nhu vẫn là đi công ty với ba nhé. Trong chớp mắt bầu không khí gia đình căng thẳng. Cuối cùng, ba người đàn ông nhà họ Cố hướng ánh mắt về phía Nhu Nhu. Nhu Nhu con đi với ai? Con muốn đi với anh cả. Trong lòng ông cụ và ông bố già lập tức nguội lạnh. Bảo bối không yêu ba nữa sao? Tư ạ. Nhu Nhu không chỉ yêu ba, cũng yêu ông nội. Mọi người đều là người Nhu Nhu yêu nhất ạ. Ha ha ha, bậc thầy rót nước Nhu Nhu của chúng ta giỏi nhất. Ăn cơm xong, Nhu Nhu mang theo kiếm thất tinh và túi vải nhỏ của mình, mở lên chiếc rông đến do si của anh cả, đến bệnh viện tư nhân của nhà mình. Ây da, sao lại ngã rồi? Lần sau đi đường cẩn thận một chút. Anh cả xin lỗi, vừa rồi em bị tê chân nên không đứng vững. Cố Bác sợ Cố Nhu Nhu va rồi ngã bị thương, định đăng ký khám, vì vậy vốn dĩ nên đi kiểm tra chân. Đầu tiên dẫn Cố Nhu Nhu đến khu vực trẻ em. Bảng biểu hiển thị ta làm lúc 12 giờ. Bây giờ 11 rưỡi rồi. Cách giờ ta làm còn một khoảng thời gian. Sao lại ta làm rồi? Vết thương này nhìn không lớn. Về nhà bôi chút cồn y đến ốt là xong rồi. Cần gì phải đăng ký khám chuyên gia. Tôi nói các người chiếm dụng tài nguyên có sai đâu. Hừ, cô tên là gì? Tôi tên là gì? Liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ anh còn muốn khiếu nại tôi? Tôi nói cho anh biết, ba tôi là cổ đông lớn của bệnh viện. Hôm nay dù là ông chủ đến đây, cũng phải nể mặt tôi vài phần. Hừ, khiếu nại cô, tôi thấy không cần thiết. Một thực tập sinh dám nói những lời này, trực tiếp sa thải đi. Rất nhanh sự việc ở bệnh viện đã kinh động đến viện trưởng. Vốn dĩ tưởng là đến bệnh viện gây rối, nhưng không ngờ người đến chính là ông chủ đứng sau bệnh viện. Cố tổng ngài sao lại đến đây? Đây là thực tập sinh bệnh viện của các ông sao? Viện trưởng nhìn người phụ nữ một cái, nhìn bảng tên của cô ta một cái, gật gật đầu, mời đến. Sa thải. Và việc của cô ta là tôi nói không rõ ràng sao? Viện trưởng khó xử. Hai bên đều không dám đắc tội. Em gái tôi bị thương ở đầu, hãy kiểm tra cho cô ấy trước. Cuối cùng vẫn là viện trưởng tự mình kiểm tra, xác định Cố Nhu nắc không sao sau, Cố Bác mới yên tâm. Tiếp theo đến lượt xử lý việc của bác sĩ và thực tập sinh. Anh cả xấu xa. Ông ấy muốn đưa Nhu Nhu đến nhà trẻ. Không cần em nữa. Nếu viện trưởng tự mình không quản lý tốt bác sĩ dưới trướng, tôi không ngại đổi người khác. Nhưng cô ta là con gái của cổ đông, nếu sa thải Nhã Nhã, tôi sợ cổ đông sẽ không vui. Đến lúc đó hai bên náo loạn không hay lắm. Tôi xin xôi bô tà bác còn sợ ông ta sao? Viện trưởng ông nội sư phụ nói thầy thuốc phải có lòng như cha mẹ, không thể thấy lợi quên nghĩa, càng không thể thấy tiền sáng mắt. Thực tập sinh tên là Nhã Nhã, là bác sĩ vừa tốt nghiệp đại học năm nay đến bệnh viện thực tập, lại là con gái của cổ đông lớn của bệnh viện, vì vậy được phân đến dưới trướng của chuyên gia. Nhã Nhã đến bệnh viện sau, thật sự là thuận buồm xuôi gió, thường ngày cũng kiêu ngạo quen rồi, vì vậy đắc tội không ít người. Nhưng ba cô ta là cổ đông lớn, bị người nhà bệnh nhân khiếu nại, chút ảnh hưởng cũng không có, là tôi đã suy nghĩ sai rồi. Cố tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Việc hôm nay nên ghi lỗi thì ghi lỗi, nên sa thải thì sa thải, tuyệt đối không dung túng. Viện trưởng ông nội làm thật tuyệt vời. Nhu Nhu xem tướng mặt của viện trưởng, dài tai dày, trung đỉnh rộng mở, trên người bao quanh ánh sáng vàng nhạt, chứng tỏ cả đời ông ấy chắc chắn đã làm không ít việc tốt. Trưa hôm đó, bệnh viện liền xuất hiện một thông báo, bác sĩ nhi khoa Lý Phi Yến và bác sĩ thực tập Nhã Nhã, vì bị khiếu nại nhiều lần,
cũng như 6 phản đạo đức nghề nghiệp, bị bệnh viện sa thải. Bác sĩ Lý, tôi biết anh ở khoa nhi có thành tựu rất cao. Nhưng bây giờ những việc anh làm đã sớm 6 phản đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ. Bệnh viện chúng tôi tuyệt đối không thể giữ lại người như anh. Anh tự mình hãy chọn nơi cao hơn mà đi đi. Nơi cao hơn tôi bị bệnh viện sa thải rồi. Bây giờ bệnh viện nào dám nhận tôi? Chỉ là dù anh ta nói gì, viện trưởng cũng không muốn giữ anh ta lại. Bác sĩ Lý chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi bệnh viện. Cố bác đã hẹn trước từ mấy ngày trước, vì vậy tốc độ kiểm tra rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã kiểm tra xong. Khi bác sĩ nhìn thấy hai chân của cố bác có thể di chuyển một chút sau, đều bày tỏ sự kinh ngạc, cho rằng đây quả thực là kỳ tích y học. Cố tổng, sau này ngài nhất định phải tập luyện phục hồi chức năng nhiều hơn. Như vậy chân vẫn còn rất hy vọng hồi phục. Anh cả nhu nhu không nói dối chứ? Chân của anh nhất định có thể hồi phục. Nhu nhu nhà chúng ta là sao may mắn. Cố bác không ở lại bệnh viện. Sau khi ra khỏi bệnh viện liền về công ty. Nhưng vừa lên xe, điện thoại trong túi cố bác lại vang lên. Anh mở điện thoại, phát hiện là hát sớt trên obo của cố Vũ Thi. Sao ăn gì vậy? Sao anh với em gái tôi lại lên hát sớt? Cục u trên trán em gái tôi là sao? Hát sớt gì? Tự mình lên obo xem đi, tôi đã bảo công ty gỡ hát sớt rồi. Nhưng độ hát tăng quá nhanh, gỡ hát sớt không còn tác dụng nữa. Để tôi xem thử. Nói xong anh mở obo, rất nhanh đã tìm thấy video đứng đầu hát sớt. Nội dung video đúng là chuyện hôm nay ở bệnh viện. Cố bác lại lướt qua mấy bình luận, đều là những lời mắng chửi. Bác sĩ thực tập đáng thương quá. Gặp phải phụ huynh như vậy, đứa trẻ cũng thật đáng thương. Bạn ở trên đang nói đùa à? Bạn nhìn đứa trẻ kia vẻ mặt hả hê kia kìa. Vậy mà đáng thương, quả nhiên là có cha nào con ấy. Anh cả anh sao vậy? Anh cả không sao, trên xe đừng xem phim hoạt hình, cẩn thận chóng mặt. Cố bác hành động rất nhanh, trên xe liên lạc với bệnh viện, lại liên lạc với đội ngũ luật sư của công ty, với những người chia sẻ bừa bãi và người đăng video đầu tiên đều lần lượt khởi kiện. Về đến công ty liền kể chuyện này cho cố Kế Châu. Mấy người này rảnh rỗi sinh nông nổi à? Anh đã liên lạc với bệnh viện rồi, họ sẽ ra thông báo. Vậy con gái tôi bị mắng oan à? Anh đi nói với đội ngũ luật sư, những cư dân mạng có lời lẽ xúc phạm. Mấy người có lượt thích cao nhất điều kiện ra tòa cho tôi. Con cũng chính là ý này. Thế là văn phòng luật sư Ảnh Dương nổi tiếng nhất Đế Đô đã gửi một thư luật sư. Trong đó số người bị kiện lên đến hơn 300 người. Có vài người nổi tiếng vốn dĩ muốn kiếm chút traffic, kết quả là nhìn thấy văn phòng luật sư Ảnh Dương, sợ tới mức trực tiếp xóa nội dung, có người thậm chí còn hủy tài khoản. Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao lại xóa và bâu rồi? Sao mấy người cầm đầu kia, tài khoản chính thức của bên kia cũng xóa và mâu rồi? Blogger tôi theo dõi trực tiếp hủy tài khoản rồi. Đó chính là văn phòng luật sư Ảnh Dương tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thuyết trong giới luật sư Đế Đô, bất kỳ ai trong số họ mở miệng, luật sư bào chữa của bên kia đều phải cấm khẩu. Sao có thể không hủy tài khoản Weibo chứ? Quả nhiên sức mạnh của tư bản thật là ghê gớm. Hát sớt đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh tấp 3 hát sớt. Liền bị Minh Tinh đang hát cổ Vũ Thi chiếm giữ. Cố Kế Châu vốn dĩ muốn xem thử trên Weibo còn có tin tức nào về chuyện hôm nay ở bệnh viện không, không ngờ lại nhìn thấy tấp 3 hát sớt. Sắc mặt tái mét. Thằng nhóc chết tiệt này tốt nhất đừng có về. Ba ai là thằng nhóc chết tiệt ạ? Qua một thời gian nữa con sẽ biết. Ông bố ra lần này không nói nữa. Ngược lại nghĩ đến một chuyện. Nhu Nhu tính ra tuổi cũng đã 3 tuổi rưỡi rồi, tuổi này cũng gần đến lúc đi học mẫu giáo rồi. Bảo bối, con có muốn đến trường mẫu giáo chơi với các bạn nhỏ không? Con không muốn, con muốn ở bên ba và anh. Nhưng Nhu Nhu sau này cũng phải đi học. Huống hồ ba và anh sau này sẽ thường xuyên đi công tác. Không ở nhà đến lúc đó sẽ không có ai chơi với Nhu Nhu. Nhu Nhu cúi đầu không nói gì. Cố bác vừa vào văn phòng, liền nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, vội vàng đẩy xe lăn đi về phía này. Anh cả ba xấu lắm. Ông ấy muốn đưa Nhu Nhu đến trường mẫu giáo. Không cần em nữa. Ba nghĩ Nhu Nhu đã 3 tuổi rưỡi rồi, định để con bé đi học mẫu giáo. Kết quả cô nhóc này giây tiếp theo liền khóc. Nhu Nhu ba và anh không phải không cần em. Nín đi được không? Nhu Nhu nghe vậy tiếng khóc của Nhiên nhỏ đi rất nhiều. Những đứa trẻ khác bằng tuổi Nhu Nhu đều đã đến trường mẫu giáo học rồi. Nhu Nhu không đi là vì sợ sao? Nhu Nhu mới không sợ. Nhu Nhu một chút cũng không sợ. Anh cả anh vu oan cho con nít. Nhu Nhu nhà chúng ta không sợ, em không sợ. Vậy có thể đừng nhốt em vào trường mẫu giáo không? Trước đây dì ghẻ nói em không nghe lời, liền muốn nhốt em vào trường mẫu giáo. Sắc mặt cố bác thay đổi, nhận ra tại sao Nhu Nhu khi nghe thấy ba chữ trường mẫu giáo lại sợ như vậy. Thế là nghiêm túc nói, sao ba và anh có thể nhốt Nhu Nhu vào trường mẫu giáo được? Nhu Nhu mỗi tối đều phải về nhà ăn cơm ngủ với ông nội, ba và anh mà. Hơn nữa ở trường mẫu giáo còn có rất nhiều bạn nhỏ có thể chơi cùng Nhu Nhu. Chẳng lẽ Nhu Nhu không muốn đi sao? Giống như ba và anh mỗi ngày đều phải đi làm vậy. Đến lúc đó Nhu Nhu đi học mẫu giáo, ba và anh đến đón Nhu Nhu tan học không phải tốt hơn sao? Nhu Nhu cuối cùng vẫn do dự một chút,
nhưng giọng điệu của anh cả không giả dối cuối cùng ngoan ngoãn đồng ý. Nếu một ngày nào đó em đột nhiên bị què đi đường tập tễnh, trong tình huống này anh sẽ làm gì? Tiếp theo tập trước, hai cha con nói chuyện nhu nhu đi học mẫu giáo cho ông cụ. Thế là tốt rồi. Bảo bối đồng ý rồi. Nhu nhu đi học là chuyện lớn. Ông cụ sau khi biết được, càng là ngày nào cũng chạy đến trường mẫu giáo. Cuối cùng chọn một trường mẫu giáo gần nhà nhất. Đi bộ khoảng 20 phút là đến. Sau này tôi sẽ đưa đón nhu nhu đi học. Các con yên tâm làm việc đi. Ông bố già và anh cố vừa nghe, lập tức không đồng ý. Chúng ta cũng có thể. Các con có thể ra khỏi cửa lúc 7 giờ sáng. Về nhà lúc 8 giờ tối. Vậy nhu nhu chẳng phải là đứa trẻ về muộn nhất trường sao? Hai cha con im lặng không nói. Nhưng cuối cùng nói rằng ngày đầu tiên nhu nhu đi học, cả nhà đều phải đi. Trường mẫu giáo của Nhu Nhu là một trường tư thục. Chất lượng giáo viên đều tương đối cao. Vừa đến trường mẫu giáo đã được các cô giáo yêu thích. Ba người đàn ông nhà họ Cố vừa nhìn đã thấy khí chất bất phàm. Con vừa nhập học đã quyên góp một tòa nhà. Các cô giáo càng không dám chậm trễ. Cô giáo con nhà chúng tôi lần đầu tiên đi học mẫu giáo. Lát nữa chúng tôi đi rồi có thể con bé sẽ khóc nháo. Đến lúc đó còn phải làm phiền cô. Phụ huynh của Nhu Nhu yên tâm. Tình huống của Nhu Nhu rất phổ biến ở trường chúng tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bé Nhu Nhu. Ba vị phụ huynh lập tức yên tâm. Trước khi đi Nhu Nhu hôn mỗi người một cái. Người lớn mới chịu rời đi. Ở trường mẫu giáo đã đón bữa trưa đầu tiên của mình. Cô bé ăn cơm xong, liền cầm bát cơm của mình đi đến trước mặt cô giáo. Cô giáo còn nữa không ạ? Cô giáo nhìn bát cơm Nhu Nhu đưa tới có chút đau đầu. Vẻ mặt đáng thương của Nhu Nhu, người không biết còn tưởng trường học ngược đãi trẻ em, không cho trẻ con ăn no. Thực ra đây là bát cơm thứ 5 của Nhu Nhu hôm nay rồi. Bé Nhu Nhu hôm nay cơm chưa đã hết rồi. Lát nữa ngủ dậy ăn. Hoa quả được không? Nhu Nhu có chút thất vọng, gật gật đầu, ôm bát nhỏ của mình trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ dắt theo một bé trai khoảng 5, 6 tuổi. Nhu Nhu vừa lúc nhìn thấy bé trai toàn thân ánh sáng vàng và khí tím, kinh ngạc há hốc mồm. Đây chẳng phải là người công đức viên mãn mà sư phụ nói sao? Phụ huynh của Tiểu Trì, bệnh của Tiểu Trì khỏi rồi. Mềm ơn tôi đưa con bé đến đi học. Vào đi Phương Trì, tôi sẽ phái người đến đón con. Tớ tên là Nhu Nhu. Cậu tên là gì vậy? Bé trai im lặng, dường như coi Nhu Nhu là không khí. Cậu cao thật đấy. Cậu là đứa trẻ cao nhất lớp chúng ta. Từ khi bé trai ngồi xuống, Nhu Nhu liền luôn ở bên cạnh cậu bé, lại nhảy nói không ngừng. Da cậu trắng thật đấy. Cậu là mặt trắng nhỏ sao, ha ha ha. Cuối cùng bé trai nhịn không được, trực tiếp che miệng Nhu Nhu lại. Giọng điệu có chút sụp đổ. Cố Phương Trì. Tớ tên là Cố Phương Trì. Sau này, cậu chính là người bạn thứ 26 của Nhu Nhu trong lớp. Sau này có chuyện gì Nhu Nhu sẽ bảo vệ cậu. Ăn cơm xong, có một tiếng hoạt động tự do. Những đứa trẻ khác ngồi dưới đất chơi xếp hình. Cố Phương Trì lại ngồi trên bàn học bất động. Cầm miếng ghép bông tuyết mình vất vả là mới giành được. Sân bị tặng cho Cố Phương Trì, nhưng lại bị một cậu bé mập mạp chặn lại. Cậu đưa miếng ghép bông tuyết cho tớ. Tớ đổi xếp hình cho cậu. Đây là tớ tặng cho Cố Phương Trì. Nếu cậu muốn, ngày mai tớ giành được rồi tặng cho cậu. Nhưng cậu bé mập mạp lại không muốn, trực tiếp muốn cướp miếng ghép bông tuyết của Nhu Nhu. Kết quả cuối cùng ngay cả tay áo của Nhu Nhu cũng không chạm được. Sao cậu lại bênh thằng què đó? Người ta có tên. Tên là Cố Phương Trì. Không được gọi biệt danh của người khác. Hừ, tớ nói sai sao? Cậu ta vốn dĩ chính là thằng què. Đi đường tập tễnh. Nếu một ngày nào đó cậu đột nhiên bị què đi đường tập tễnh, trong tình huống này cậu sẽ làm gì? Tớ nghĩ gặp phải tình huống này tớ cũng sẽ bị què. Mập bù tớ nói đúng không? Cậu bé mập mạp sờ sờ đầu, cảm thấy vừa đúng vừa sai. Nhưng nhìn thấy Nhu Nhu vẻ mặt cầu khen ngợi, cậu bé mập mạp lại không cách nào từ chối. Nhu Nhu nói đúng. Nhu Nhu cậu giỏi quá. Sư phụ tớ nói, sự ra đời và tai nạn của con người đều là không thể lựa chọn. Vì vậy khuyết điểm của người khác cậu không thể chế nhạo. Vậy cậu đưa miếng ghép bông tuyết cho Cố Phương Trì đi. Ngoan, sau này tớ không chế nhạo cậu ta nữa là được. Đứa trẻ ngoan. Cố Phương Trì, cậu chơi miếng ghép bông tuyết không? Không chơi. Nhưng Nhu Nhu không biết chơi. Cậu chơi với tớ được không? Cố Phương Trì không nói gì. Nhu Nhu không hề tức giận. Xếp miếng ghép bông tuyết đầy bàn. Tự mình chơi.